This outfit reminds me of different times. Hello, hello anh em nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ. Sáng hôm nay cũng đuối quá. Bây giờ mình vừa mới ngủ dậy, nên tranh thủ lại lên stream một tí vậy. Xong rồi tối gì làm sau. Vừa ngủ dậy cũng kiểu nó cũng đang hơi lú ấy, nên chắc là không edit được. Có gì tối edit sau. Giờ chắc là cái giờ mà mình cảm thấy là mọi người cũng chuẩn bị đi làm, đi học về ấy, có thể người ta sẽ tranh thủ vào người xem được ấy, thì stream một tí. Intro lâu ác á. Đợi một tí để mình còn phải setup ấy, thường thì phải như thế. Đang cho máy làm quét nên mở stream cho vui à? Đúng rồi, cũng được, để có cái tiếng người bên cạnh ấy, nó gọi là cái gì ta? White noise à? Có phải gọi là white noise không ta? Kiểu kiểu thế. Để cho khi mà mình làm một cái việc gì đấy mình có thể autopilot được ấy. Có cái tiếng đấy thì nó làm nó vào hơn. Stream toàn giờ quỷ á. Không ăn gì à? Tí nữa mình ăn sau nhá. Kiểu hôm nay kiểu ở dưới nhà thì đang có mấy cái quả ớt chuông ấy, nên là vừa mới sơ chế rồi, tí nữa xuống xào xáo với cả tí xúc xích ăn cũng được. Bình thường hay mình hay xào với thịt bò, nhưng mà nhà không có thịt bò thôi, xào xúc xích tạm vậy. Mấy anh em gọi là muốn pick up thì báo danh vào trong cái link mà mình pin ở trên kênh chat nha. Xong một lát nữa thì mình sẽ roll. Bây giờ thì chắc là mình ngồi mình nghịch cái này một tí đã. Làm tí. Làm tí solo với cả mấy con này cả. Mình đang đánh mãi không thắng được con này anh em ạ. Nó trâu quá. Nó phải hơn mình bao nhiêu nhỉ? 2 triệu lực chiến ấy. Bác này tự nấu ăn á. Thì chả tự nấu ăn. Xào xúc xích nghe nó sai sai á. Thật ra thì có thể không xào cũng được, kiểu gọi là trộn với cả kiểu làm như kiểu cái gì nhỉ? Salad, salad này chắc cũng được ấy. Cái HR Optimizer đi chú á. Hơi lười anh em ạ. Hôm nay chắc là để làm gọi là fix agent scene thôi. Sáng 5:30 tối 5 giờ. Chưa biết fix gì á. Thì nói chung là nếu mà anh em roll trúng cái người là cái người mà roll được roll trúng fix ác ấy, thì mình sẽ vào mình fix cho anh em xem là nó như nào. Anh này nghiện game bại não. Nói chung là game này chơi cuốn mà anh em. Nó thật ra nó cũng chả cần mình dành nhiều thời gian vào nó cho lắm ấy. Trong cái lúc mà mình đợi content của Genshin hay là kiểu mình auto của HR, mình hay bật cái game này lên mình chơi. À, 6,4 triệu, nó phải hơn mình 3 triệu lực chiến ấy. Báo danh đi nha anh em nhá. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ 5:05 đúng không? Chắc tầm 10 phút nữa thì mình sẽ roll nhá. 137 ạ. Ác này đang đi farm gì đây? À, farm vết tích cho con. À nhầm, à, thiên phú cho con gaming. À, chơi HR nhiều quá giờ toàn đọc thành vết tích ạ. Anh này short stream đến tầm 12 giờ đêm không á? Thế thì căng quá. Tối mình phải làm việc khác anh em ạ. Nói chung là tranh thủ tí thôi. Stream kiểu rình rình, nếu lúc nào rảnh ra lúc nào thì stream lúc đấy. Đi nhặt mấy con này cái đó. Vũ công luôn nha. Thì chọn cái nhân vật nó là vũ công thì đặt tên vũ công thôi. Hợp lý thế còn gì nữa. Quên mất đấy, ra mình phải sang bên phong tên mình nhặt cho dễ. Nhặt trên bờ này thì hơi khó. Tên ra cái chỗ gọi là có một cái hang ở dưới nước này, nó có mấy con đông đông. Ngày xưa có mấy anh em kênh chat chỉ cho mình ấy, nên từ đấy mình cũng toàn mò ra đây mình nhặt. Đây chỗ này nó có tầm 5-6 con gì đấy, bú khá là dễ. Ngủ xong có sức sống hẳn á.
Thật ra cũng chưa ngủ được nhiều anh em ạ, ngủ được có chắc tầm 3-4 tiếng gì đấy. Bởi vì cái nhà cạnh mình nó đang sửa ấy, mà nó khoan kinh quá. Khoan không thể ngủ được luôn ấy. Dạo này như kiểu là một ngày mình ngủ có 3-4 tiếng gì đấy, nên là sức khỏe nó đang hơi hơi bấp bênh. Mình đang có sẵn mấy cái nhựa cô đặc rồi à? Thế thì chắc là ngày mai mới là ngày farm gaming. Giờ từ giờ tích đến ngày mai bao nhiêu đây, 97, 10 tiếng nữa là 8 thêm 80 nhựa, 10 tiếng nữa là đã 3 giờ sáng chưa ta? Bây giờ mấy giờ? Bây giờ 16 giờ à? 10 tiếng nữa chưa 3 giờ sáng. Phí một tí nhựa cũng được vậy, không làm sao. Không, cái gì? Có tựa game AAA nào anh thích nhất không ạ? Lâu lắm rồi mình không chơi nhiều game AAA, nhưng mà nếu mà gọi là cái những cái hồi mà mình còn thời gian rảnh để mình chơi ấy, thì mình thích Witcher nhất. Witcher 3 ấy. Đấy là một trong những game mà mình cảm thấy là hay nhất từ trước đến giờ mình được chơi. Đây cho này này. Giờ Witcher 3. Trò này nó vừa có gọi là open world này, vừa có RPG này, vừa có cốt truyện hay, nói chung là tất cả mọi thứ anh em cần ở một game RPG thì cái game này nó có. Ngày xưa chơi gọi là bánh cuốn vãi. Hồi đấy mình nhớ là hồi mình đang học đại học ấy, thì cứ về nhà cái kiểu đi học ở trên trường á, cứ về cái là mình sẽ mở máy lên mình chơi trò này. Chơi đến gọi là hết cốt truyện rồi và lại lại đi gọi là đi đánh bài quen ấy. Trò này nó có một cái trò phụ nữa là quen. Cái cốt truyện của cái game này thì nó gọi là để đi cứu đứa con gái nuôi là Siri đúng không, nhưng mà con gái cứ đợi đấy, bố phải đi đánh bài để kiếm mấy con bài hiếm đã. Chơi nó đến cái mức gọi là quấn như thế cơ mà. Team Raiden, Chepril, Sang Linh, Ben ổn không anh á? Ổn nhé bạn nhé. Team này thì con Sang Linh nó gọi là nó cấp hỏa cho đấy, nên là cái giảm kháng nó tồn tại được toàn thời gian. Sang Linh trừ Lao Xiên Cá ra thì còn cây nào free xài được không nhỉ á? Free thì cũng không hẳn là free ấy, nhưng mà đây nó có mấy cây như này. Ủa sao không bấm được kho đồ vậy? Ý đâu rồi? Đây đây, nó có cây này là một này, tay ương của rồng. Cái này thật ra thì cũng không phải free, nó là hàng gacha, nhưng mà gọi là nếu mà anh em chơi một thời gian ấy, kiểu gì anh em cũng cũng có một mả cái vũ khí như này. Hoặc một cây khác là cái cây mũi nhọn của gió ở đây. Cái này cũng cũng có thể cho Sang Linh cầm được, nó tăng tinh thông á và tăng tấn công. Cây này thì đúng là kiểu free to play, nhưng mà không phải là anh em nào cũng có, bởi vì phải chơi cái event Mondstadt ấy, mình chả nhớ event từ bao giờ có cái cây này. Đấy, có mấy cây đấy là có thể dùng được, còn không thì ngon nhất thì vẫn là Lao Xiên Cá thôi. Lao Xiên Cá này anh em đi câu cá là có mà. Còn ý là nếu mà thường ấy, những cái bạn mà hỏi mình như thế ấy, là ác của bạn ấy sẽ có hai con, là con Raiden với con Sang Linh, và anh em không biết là nên cho con nào cầm cái gì ấy, thì có thể cho Raiden cầm cái Lao Xiên Cá này, còn cho Sang Linh cầm tay ương của rồng. Hoặc xịn hơn nữa một tí thì có Hỏa Phác Diên này, để cho Raiden cầm Hỏa Phác Diên, còn Sang Linh cầm Lao Xiên Cá, kiểu kiểu đấy. Bây giờ chắc là phải thôi đi farm một lần cho nó đỡ bị thừa nhựa chứ không tiếc lắm. Anh em nhớ là ghi tên vào trong cái link link form mình để ở trên nhá, không tí nữa là không không được roll đâu đấy. Mình roll hai, chắc là hai bạn, mình fix out cho hai bạn thôi. Đánh cái này, đánh cái team O item nó hơi bị lỡ cỡ một tí. Đấy là con Nahida này thì nó đánh không chết được cái con kia nhanh. Nhưng mà nếu mà mình lôn ôi thầm ra chém một lúc ấy, thì nó lại hết e ở cookie à, nó hơi lỡ cỡ một chút. Đánh nó không nhanh bằng cái team chai đồ mình chơi ở bên cái ác kia. Chả gì ngon.
Trấn Linh cho ai cầm hợp anh á? Nhiều. Trấn Linh thì nó là một cái static có bết chung với cả crit cũng khá ok ấy. Thì cho mấy con như kiểu chai đồ này, Ganju này, hay là thậm chí mấy con như kiểu Yomiya dùng cũng được. Nhưng mà thật ra cá nhân mình ấy, mình nói rất là nhiều lần rồi là mình không quá khuyến khích anh em roll trấn của một con nhân vật để anh em gọi là dùng tạm cho con khác ấy. Trừ khi là nó là những cái mà nó kiểu rất là universal như kiểu cái nhược thủy này thì không nói làm gì. Nhưng mà kiểu những cái mà kiểu nó bị hạn chế của cái dòng của nó ấy, ví dụ như kiểu cái này chẳng hạn, thì mình không có khuyến khích. Cái mà nó chỉ tận dụng được cái sát thương bạo với cả tấn công cơ bản này thôi này. Còn cái passive không tận dụng được nhiều thì mình không có khuyến khích. Cái nào mà nó phải tận dụng được cái passive này cơ. Hơi chói nhờ. Chói là sao? Ý là cái màn hình của mình nó bị chói á. Thế đúng không? Tôi mới đi làm về thì ông like và xem ngay. Cảm ơn bạn nha. Và xem gọi là chill chill tí thôi. Hôm nay chúng ta fix hai app. Ngồi nói chuyện với nhau chút thôi. Chứ tập này thì cũng cũng không có content gì ấy. Hôm nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ tư đúng không? Thì chắc là thứ sáu. Thứ sáu anh em chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để xem cái preview phiên bản mới. Preview 4.6 và nói một chút về Alexino ở cái phiên phiên live đấy. Còn bây giờ thì chắc là ngồi đợi thôi. Tập này thì không có content gì cả. Ngồi đợi phiên bản mới. Mình có thể cho này lên 35 luôn không ta? Hoàn thành chế biến 20 món ăn à? Okay. Mình lười lắm anh em ạ. Cái ủy thác danh vọng này mình còn không thèm làm ấy. Cả hai ác luôn. Ác này mình không biết là mình level mấy rồi. Không biết đã đến level 3 chưa? Check thử á. À, level 5. Ác này chăm hơn được tí. Nhưng mà level 5 so với cả anh em thì chắc là vẫn là rất là thấp. Có khi anh em tầm này là cũng phải level 10 hết rồi đúng không? Kiếm được cái cánh này rồi. Cái này thì cũng đẹp phết nhưng mà không có thời gian chơi anh em ạ. Không có động lực thì đúng hơn. Chế biến món ăn nó ở chỗ nào? Màn in game á. Chắc là do cái in game của mình nó đang để filter anh ấy nên là nó hơi chói một tí, thông cảm nhé. Cá nhân mình thấy ở trong cái máy mình thì nhìn nó bình thường, bởi vì nếu mà mình để nó cái độ sáng nó thấp hơn ấy, nhìn nó hơi bị tối, nó bị thiếu sáng ấy. Anh này chăm dứa tranh thủ đấy anh em ạ. Em đang tính banner weapon vơ sau ấy. Banner weapon vơ sau thì cá nhân mình nhá, là nếu mà nó là cái trấn của Alex với cả một con gì đấy như kiểu là con Lini ấy, thì cá nhân mình sẽ không đầu tư vào, mình sẽ dùng tạm mấy cái như kiểu là cái hỏa phác diên này này, bởi vì ấy là cái ác của mình ấy không phải ác này, mình không rộn ác này, ác kia cơ. Ác kia của mình nó nhiều cung quá rồi. Ác kia nó có ngôi sao cực đông này, nhược thủy này, tiếng thở dài với cả A1 rồi. Bây giờ kiếm thêm cái cung Lini, nếu mà lệch cái cung Lini thì hơi hơi toang. Không có nào dùng. Ác không nhiều con cầm cung. Em cũng lười như anh vậy á. Thế là đồng chí rồi. Mình nghĩ là cũng có vài anh em gọi là ngày xưa thì sẽ rất là chăm làm cái ủy thác danh vọng hàng tuần ấy, nhưng mà sau cả ngày thì hơi chán chán. Không không đi làm nữa. Thường thì người ta lấy cái đấy làm cái ủy thác hàng tuần danh vọng ấy thì để người ta lấy cái cánh với cái la bàn này tìm dương ấy, nhưng mà tầm này thì bây giờ tìm dương mình thấy anh em toàn gọi là lên YouTube, anh em search một cái video tìm dương thôi em chạy theo ấy, em không cần la bàn lắm nữa. Cái cánh thì tùy người ấy. Anh ơi, combo Lini với new set như nào với anh á? Cá nhân mình thì không không nghĩ là bạn nên ghép hai con đấy với nhau. Lini nó là một con mà chơi thuần hỏa ok hơn. Nếu mà gọi là có nhét thêm một cái con hệ thủy vào thì nó là phải là con Furina chứ không phải con Lini. Anh Phóc thích cha nào trong Genshin vậy à? Mình thích, mình có kể mấy lần nhé. Nam thì mình thích Sino, còn nữ thì mình thích Yula. Thích về cái gọi là cái ngoại hình thôi.
Chứ gameplay thì nó sẽ là câu chuyện khác. À đủ, thiếu một tí à? Làm cái gì để cho nó lên luôn rồi ta? Chế tạo tổng cộng 10 đồ trang trí đi. Mình lười đến cái mức mà cái ấm của mình ấy là nó bây giờ nó full, lúc nào nó cũng full cái điểm yêu thích rồi ấy. Nhưng mà mình không không thèm nhét cha vào cơ. Đây này. Cái này nó có full cái điểm yêu thích cho nhân vật ấy. Đây. Nhưng mà mình đã không để một con nào trong cái ấm này để nó nhận cái này cả. Lười đến cái mức đấy cơ mà. Thôi được rồi, bây giờ để một vài con vào nhá. Đâu nhỉ? Bạn đồng hành đúng không? À, bây giờ nó mới update cái có cho xem cả cái điểm yêu thích sẵn ở đây luôn rồi à? Hay phết nhỉ? Cho mấy thanh niên này vào đi. Đi lan đi lùng này. Cho 4 thanh niên vào. Không, ý em là combo tính đam trong GO á. À, trong GO thì dễ. GO thì bạn chỉ cần nhớ xem là trong một cái rotation ấy, cái con đấy nó dùng những cái kỹ năng gì và dùng bao nhiêu lần là được. Ví dụ như kiểu là con từ từ để mình chế cái chế mấy cái món đồ xong rồi mình ra mình giải thích cái đấy cho. Mua mấy cái bình tiến tốc rồi đó. Trong cái này thì mình hay kiếm mấy cái gọi là mấy cái chế bằng cái cục đá cho nhanh. Bây giờ cái đấy là cũng là cái mình có nhiều nhất. Cái này thì nó cần gỗ này. Mình cần cái mà nó chỉ có đá thôi, đây cái kiểu kiểu như này này. Xong rồi dùng cái pin tiến tốc này cho nhanh. Từ từ. Cái nhạc game kia sao nó nghe nó không chill vậy. Không biết là bật nhạc game này có bị đánh bản quyền không anh em ạ. Đây rồi. À được thêm một cục nhựa nữa. Thế mai đi farm gaming hết nấc luôn. Ok, lúc nãy có một cái bạn bạn ấy hỏi về cái combo ở trong trong GO đúng không? Đây. New Velvet đúng không? Đây, ví dụ mình có một con new như này đi chẳng hạn. Và rồi, cho cái team linh tinh gì đó đi. Ok. Thì nếu mà bạn muốn gọi là tối ưu con new flag của bạn ấy theo một cái combo của nó ấy, thì bạn sẽ vào cái phần này này. Nó có một cái phần nó tên là load out và build setting. Click vào đấy. Nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Trong cái bảng này ấy, thì nó sẽ có một cái dòng là multi optimization target config. Bạn có thể click vào đây và bạn create cái multi optimize của bạn. Con New Velvet này ấy, thì thường ấy, trong một rotation thì nó sẽ trọng kích 3 lần, dùng kỹ năng nguyên tố 2 lần và dùng nộ 1 lần. Thế mình chỉ cần nhớ cái đấy là được. Nghĩa là như nào? 3 lần trọng kích này, một lần kỹ năng nộ này và 2 lần kỹ năng nguyên tố. Và mình thêm những cái target, multi target vào theo những cái kỹ năng như mình đã vừa mới nói. Nộ 1 lần này, kỹ năng nộ 1 lần này và nó sẽ có 2 cái lần sát thương thác nước nữa, sát thương kỹ năng nguyên tố 2 lần và sát thương trọng kích phán quyết công bằng. Thì cái đấy bao nhiêu lần ấy thì bạn ghi vào đây, nộ một lần này, trong cái nộ này có 2 lần sát thương thác nước thì bạn ghi thêm 2 lần sát thương thác nước vào đây, cái kỹ năng nguyên tố 2 lần thì bạn cũng x2 vào đây, và cái trọng kích phán quyết công bằng nó là 3 lần, mỗi lần để có 8 lần sát thương thì bạn là 3 8 x 3 24. Đấy thì nó sẽ như này. Cụ thể hơn thì nó sẽ có thêm một cái lần sát thương từ cái
sức mạnh nền tảng của nó nữa là cái sát thương gai linh hồn này, nhưng mà cái đấy nó không quá đáng kể ấy. Nên là thôi bỏ đi cũng được. Đấy, sau khi bạn làm cái này xong ấy thì bạn có một cái config của bạn sẵn rồi, và bây giờ bạn chỉ kiểu việc vào cái phần optimize này và bấm vào cái select optimization target này này, tìm cái config mà bạn vừa mới tạo lúc nãy, click vào đấy là xong. Xong bấm ấn build là nó sẽ ra cái build ngon cho bạn. Còn Lini thì nó cũng y như thế thôi. Lini thì nó là 3 đến 4 lần trọng kích, một lần dùng kỹ năng nộ và một lần dùng kỹ năng nguyên tố, cũng gần gần giống như kiểu con này này, cứ như thế mà làm thôi. Làm 10 nháy đĩa không nhá anh em nhá. Thứ 6 này Phóc có like xem preview phiên bản mới không Phóc á? Có nhá bạn nhá. Lúc nãy vừa mới kể đấy là thứ 6 tuần này thì anh em sẽ gọi là ngồi với nhau một tí xem preview phiên bản mới, và mình sẽ nói qua một chút về con Alexino, một vài cái suy nghĩ của mình, một vài cái suy nghĩ gọi là early của mình về con đấy, để cho anh em có một cái gọi là cái nhìn khái quát đấy, kiểu kiểu thế. Anh ơi, new nên dùng đồ 4 sao nào á? New thì nó chỉ có hai lựa chọn 4 sao thôi, đấy là cái đồ free to play ấy, thì bạn sẽ dùng cái mẫu kim phách, còn gọi là giàu hơn một tí, nạp 200k vào lấy cái vũ khí battle pass ấy. Đấy, nó chỉ có hai cái đấy thôi. À đủ, cảm ơn bạn Dũng nha, cảm ơn bạn đã donate cho mình. Thế đau đầu chứ anh trai, mình đỡ rồi bạn ạ, ngủ được một tí nó đỡ. Mặc dù là ngủ cũng chưa được nhiều lắm, ngủ được có 3-4 tiếng gì đấy thôi, nhưng mà cũng đỡ hơn đêm qua rồi. Anh ơi, sao ấm của anh nó cứ có mấy con bọ hung lăn lăn phân thế anh á? À, cái con này, con này là, ủa sao nó lên cả tận trên này vậy? Cái con này ấy, là một trong những cái con mà mình cảm thấy là cái design của nó khá là hay ho ở trong cái game Genshin này. Thường thì mình sẽ không quá để ý đến mấy cái con vật ở trong Genshin, nhưng mà riêng cái con này này, mình thấy nó khá là đáng yêu, cute. Thế là mình nhặt tầm 20 con về mình để trong ấm để làm cảnh. Con này anh em thấy là nhìn nó cũng cute đúng không? Trông nó kiểu, sẽ gọi là cái gì nhỉ? Karastelic à? Không biết tiếng, ôi sao nó nhảy lên cả trên này đó, what the hell? Lần đầu tiên mình thấy nó trèo lên là tận trên này luôn đấy. Bình thường chúng nó hay ở dưới này thôi này. Con này tự nhiên lại đi lạc à? Anh ơi, nhấn vô xem thử X10 nó sáng sáng á. Thôi bạn nhá. Ủa, chưa bị gỡ cờ lê nè. À, bạn Dũng này là có phải cờ lê tuần trước đúng không? Đúng rồi, thế thì để mình tháo cái cờ lê của bạn. Ok. Mỗi tuần thì có một vài anh em được làm cờ lê thôi. Nếu mà đoán trúng gọi là cái CV đập di vật. Nhìn giống con rán á, không hề, con này đáng yêu hơn rất là nhiều luôn. Anh em thấy mặt mũi nó trông ok không? Con này lúc mà Sino nó mới ra ấy, mình nhìn thấy cái nguyên liệu đột phá mình khá là bất ngờ. Không ngờ Genshin nó lại làm được với con như này. Trông nó rất là, gọi là gì nhỉ? Thực tế à? Ừ, kiểu thế. Nói chung là thấy nó khá là đáng yêu nên là bắt về. Mình còn định bắt nó nhiều hơn cơ, nhưng mà sau khi bắt cái đám này thì hơi lười nên chưa đi bắt lại. Hơi thắc mắc là tại sao Tannery không đi được nở rộ hay bung tỏa Phóc ạ? Những cái team nở rộ hay bung tỏa ấy, thì nó sẽ cần có một cái con gọi là con hệ thảo, nó có thể cấp thảo off-field được. Nhưng mà Tannery thì lại không phải là con như thế. Tannery là cái con mà nó cấp rất là nhiều thảo, nhưng mà nó sẽ chỉ cấp thảo trong cái thời gian nó đứng sân thôi. Còn cái thời gian nó off-field thì nó không có nguồn cấp thảo. Và đấy là một cái mà yếu tố làm cho nó không thể ghép với cả những cái team nở rộ bung tỏa được nếu nó là nhân vật hệ thảo duy nhất. Còn nếu mà gọi là ghép hai thảo ấy thì nó cũng không tối ưu, bởi vì sát thương của Tannery ấy nó phần lớn là đến từ cái sát thương lan tràn, và lan tràn ấy thì nó sẽ chỉ giữ được nếu mà anh em có nguyên tố thảo và nguyên tố lôi kích hoạt liên tục. Còn nếu mà anh em đã ghép thêm một cái nguyên tố khác vào, ví dụ như kiểu là thủy này hay là hỏa, thì nó sẽ bị giảm cái thời gian, gọi là giảm cái uptime của cái phản ứng sinh trưởng trên người con quái đi, và nó cũng sẽ làm cho con Tannery của anh em bị giảm sát thương xuống. Nên là đấy là cái lý do mà người ta không hay ghép nó vào trong cái đội gọi là nở rộ hay bung tỏa. Thật ra ngày xưa ấy,
mình làm video Tannery ấy, cái hồi đấy, cái hồi mà gọi là hệ thảo nó mới ra ấy, là mình còn làm cả với cả cái team Tannery nở rộ cơ. Nhìn nó hơi ảo ma một tí. Chơi theo kiểu gọi là đi với cả sinh kill với cả bắn được một vài hit là sau đấy bắn thường ấy. Đâu nhỉ? Đây là aggravate này. Spread này. Chắc ở đây, ở đây. Quicken Hyper Bloom. Hồi đấy nó chưa gọi là Quick Bloom, mà hồi đấy chắc là nó vẫn, cái tên này nó vẫn chưa gọi là được, được mọi người gọi là cùng nhau sử dụng cái tên duy nhất ấy. Hồi đấy mình vẫn ghi là Quicken Hyper Bloom này. Dùng quả tim gọi là cái gì đây? Zhongli, Shinkyu, Yemiko với cả Tannery. Bắn một vài hit xong rồi sau đấy gọi là bắn thường. À, hình như hồi đấy mình không ghi rod hay sao nhỉ? Phải có rod ở đây chứ. À đây đây đây, có rod này. What the fuck, nó lăn ngược kìa. Đúng rồi. Farm được đồ cả 4 dòng phụ đều dùng được, nhưng khi nâng mắt thì nó chia đều hết cho cả 4 dòng á. Thật ra thì nhìn thì nó không ok lắm, nhưng mà tính ra nếu mà cả vào cả 4 dòng đấy thì cái RV mình vẫn có ấy, chứ nó không bị thay đổi đi. Chẳng qua là cái sát thương, khi mà nó nhảy vào cái dòng sát thương hay là tỷ lệ thì nó sẽ cao hơn một tí thôi. Thường là như thế. À đủ. Bây giờ thử vào cái link kia để xem là có bao nhiêu người đăng ký rồi nha. Xong rồi roll luôn. Anh em nào mà chưa ghi tên mình vào đây thì vào ghi đi nha. Giờ mình sẽ vào, mình copy cái này để vào gacha. Này thì 19 người. Cho anh em thêm gọi là 2 phút nữa để anh em thêm một tên mình vào đây. Đến 30 thì mình sẽ roll nha. Chặt cây. Xong sau đấy, khi mà nó chặt cây xong ấy thì nó sẽ rơi ra những cái đồ. Và mình đeo những cái đồ đấy vào những cái slot này này. Để mình có chỉ số. Và mình đi gọi là mình đi chơi những content khác. Ví dụ nhiều content mình đánh con quái, con tê giác này chẳng hạn. Nó hơi bại não một tí ấy. Nhưng mà gọi là cũng là một cái cách giải trí. Đối với mình thì mình cảm thấy là cái game này nó phù hợp với cả cái phong cách giải trí của mình nên là mình chơi thôi. New mẫu kinh phách thì sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích tầm bao nhiêu là tốt nghiệp vậy á? Nó không có cái mốc tốt nghiệp bạn ạ. Nghĩa là càng cao càng tốt thôi. Ví dụ như ở con new của mình ở arc này mình chẳng nhớ xem là stat nó như nào nữa. Nhưng mà mình nghĩ là thế này là chơi được rồi. Đây, con này của mình cầm như này đi. Cái này là vẫn đang cầm điển tích, cầm cái này đi. Bao nhiêu đây? 28 đúng không? Bây giờ nó phải đeo một cái nón tỷ lệ vào. Cái này còn nó tỷ lệ không ta?
con của mình thì trông nó sẽ như này. 59,4 169, và nó có tầm 38 kHp. Đây không phải tốt nghiệp hay không, nhưng mà ý là kiểu anh em cứ cố gắng làm sao để cho cái sát thương anh em có thể gây ra là cao nhất so với cái di vật hiện tại trong ác của mình ấy, thì nó sẽ ok hơn. 31 rồi đúng không? Thôi roll nha. Roll nha. Xem hôm nay ai là người may mắn nào. À, nếu anh em gọi là chưa đăng ký thì giúp mình đăng ký một vài bạn nữa nhá. Mình đang thiếu 5 bạn để lên được 17.200 thì phải. Hôm nọ cũng thiếu 5 bạn để lên được 17.100. Hai bạn chúng là Ken of Ben và Thái Hưng. Hai bạn có đang on không? Alo. Ken of Ben và Thái Hưng. Nếu mà không trả lời thì mình sẽ reroll cho bạn khác có cơ hội được phích ác. Cho anh em gọi là 5 phút để trả lời. Để em vác clone vào sắp cho thôi, không cần clone đâu anh em ạ. Bởi vì clone thì kiểu gì YouTube nó cũng xóa đi ấy. Phải là người thật, việc thật cơ. Đây à, ok, thế bạn Thái Hưng bạn nhắn tin cho mình qua bên Discord của mình nhá. Nhắn tin app của bạn cho mình để mình vào. Còn bạn Ken được ban, không biết là bạn có đang on không ta? Có thể trả lời hộ mình được không? Alo à? Em là... Ok, thế là cả hai bạn đều đang on rồi. Thế bây giờ hai bạn nhắn tin app của hai bạn cho mình nhá, để mình vào. Hôm nay thì hai ông này ông ấy on hết rồi nên là không reroll anh em nhá. Em top 3 được fix không anh nhá? Không bạn nhá. Mình lấy hai bạn thôi chứ bây giờ lấy ba ông thì fix từ giờ đến tối mất. Một ông là chắc là phải tầm gọi là một tiếng á. Nếu mà gọi là nhanh. Ok. Anh em đợi mình tí nhá để mình vào app của mấy bạn ý. Thế thì bạn này được fix rồi thì bạn bạn đăng ký làm gì nữa ta? Thế thôi để dành cái slot này cho bạn khác nha. Bởi vì ác này mình fix rồi ấy, thì mình nghĩ là cũng không cần phải fix lại đâu. Trong một cái thời gian ngắn như thế, kiểu mình mới stream cách đây được tầm 1 tháng ấy. 1 tháng là anh em sẽ không thể nào mà update nhân vật được. Anh em không thể nào farm ra, tự nhiên farm ra được một cái bộ mà nó tự nhiên nó khỏe hẳn lên được ấy. Nên là ác này nếu mà đã fix, mình đã fix rồi thì bây giờ để dành slot cho bạn khác nha. Anh xem hộ em với, ok được rồi, thế bây giờ bạn bạn muốn xem cái gì?
Bây giờ chắc là mình sẽ chỉ xem thôi chứ mình không fix, bởi vì arc này mình nếu mình đã fix rồi thì chắc chắn là nó không có vấn đề gì. Xem hộ con gì đây. Nếu mà theo cái arc này ấy, thì mình nghĩ rằng trước đây mình đã fix New Velet này, fix Navia, chắc là Nahida, Tainari, Yamiko mình đều fix rồi. Có khi ở Raiden mình... đồ này thì cũng cũng hơi khó để mà fix, để mà kiểu là update thêm ấy. Có cái này thì có thể update được này. Cái này là một cái offset. Offset này thì có thể là bạn kiếm được một cái đồng hồ HP khác nó ngon hơn cái này. Hiện tại cái này thì có cái dòng phòng ngự này thì không bù lắm và tỷ lệ với cả sát thương nó hơi min một tí. Tăng sát thương nguyên tố thủy, cái này thì ok, cái này chịu, không thể fix được cái này. 10 tỷ lệ 20 sát thương 4,7 HP. Cái này quá ngon. Cái này cũng có thể fix được nếu mà gọi là đẩy thêm về mặt tỷ lệ ấy. Bởi vì con này dù nó có kích được cái bộ thợ săn thì nó vẫn cái tỷ lệ nó vẫn chưa được 100%, mà đối với mình là như thế nó chưa ổn. Ok rồi, bạn này bạn ý gọi là trước đây từ nhận này hộ bạn ý cái trước đây bạn ý mình đã fix cho bạn ý rồi ấy, nên là bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái bạn khác nha, một bạn may mắn khác. Hỏi sao vào không thấy có cái code, biết ngay. Sẽ lấy một bạn khác may mắn hơn bạn này. À, một thanh niên cuối cùng. Đây. Bạn tên là Mi Lindan. Bạn có đang on không? Bạn tên là Mi thì bạn nào ta? Mi mới Mi ấy. Alo. Không thấy bạn ấy trả lời ta. Không trả lời thì chúng ta sẽ reroll nha. Vãi cả Mi ấy. Hay là bạn này bạn ý chạy đi đâu rồi? Đợi bạn ý tầm 2 phút anh em nhé. Trong lúc đấy thì mình sẽ vào cái app của cái bạn còn lại. Phải cả tài khoản nó phát lỗi. Cái gì nhỉ? Thanh niên chúng đúng kia tên là cái gì ta? Thái Hưng ơi, hình như là cái app của em nó bị lỗi pass hay sao anh không vào được á. Xem lại, check hộ anh xem là cái nick pass nó như nào.
Bạn mi bạn ấy cũng không on đúng không anh em? Thôi được rồi, bạn ấy không on thì chúng ta lại reroll lại phát nữa vậy, chứ không đợi lâu quá. À, again. Cái gì? Một bạn tên là Không Trong Hoàng Anh. Mình không biết đọc hai cái từ đầu là gì, thôi gọi là bạn Hoàng Anh đi. Bạn Hoàng Anh bạn có on không? Alo. Toàn với em, mấy anh em kiểu chắc là kiểu vào đăng ký xong anh em đi ăn cơm hay như nào đấy. Không thấy đâu. Bạn Không Trông Hoàng Anh bạn có on không? Còn cái ông đâu gì nhỉ? Ông Thái Hưng vừa rồi đâu rồi? Cũng không thấy nhắn tin lại luôn. Mình vào ác không được ấy, hình như nó bị sai pass hay thế nào đấy. Đợi em tí á. Ui giời, ông này lại còn quên cả pass nữa thì cũng thua luôn đấy. Check lại của anh nha, xem là nó có đúng không. À, hình như Lee Dan này là bạn nào đây? Là bạn My lúc nãy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ ông này ông ấy mới gọi là nhắn tin lại cho mình ạ. Thôi rồi, thế rồi ông ấy on rồi thì thôi nha. À, tại bởi vì ông Không Trong Hoàng Anh kia ông ấy cũng không on hay sao ấy. Fix cho ông gọi là Lin này đi. Ở đây, hai ông cùng nhắn tin cho mình ảo thật đấy. Cái lúc hỏi thì không thấy đâu, xong đến cái lúc mà người ta xong xong xuôi hết rồi thì lại nhắn tin lại ạ. Càng thật. Thôi được rồi, bây giờ thế fix ác cho ba ông nha. Fix ác cho, thôi rồi mình sẽ gọi là chịu khó mình fix cho ba ông vậy. Chứ không bây giờ nó cũng lỡ cỡ ấy. Cái gì? Request. Cảm ơn bạn Bảo Trương nha. Rất là cảm ơn bạn donate cho mình. Request cho BT được không phóc là sao? À, ok, thế nếu mà bạn donate cho mình thì mình sẽ fix cho ác cho bạn. Thế là hôm nay tận 4 ông cơ. Ê, từ từ, đừng có nhắn, nó đang bị lộ hết bây giờ, can lộ bây giờ. Ok, may quá. Bạn ấy không nhắn full cái ác của bạn ấy, không thì toang mất. Tự nhiên cái Discord nó lại hiện naughty lên. Nói chung là cái bạn mà bạn ấy vừa donate cho mình ấy thì bạn cũng nhắn tin cho mình ở bên Discord nhá, để mình gọi là lát nữa mình vào bạn mình fix cho bạn. Ok. Có một cái vấn đề đấy là cảm ơn Gen nha, tặng anh ly cà phê cho buổi fix ác bất ổn nha. Đúng rồi, hôm nay hơi bất ổn anh em ạ. Hôm nay gọi là hơi lằng nhằng so với mọi hôm. Mọi hôm thì gọi là thường mình sẽ fix cho mấy anh em ấy thì nhắn tin cái là sẽ xong luôn á. Hôm nay hơi bất ổn. Ok, xem bạn này bạn ấy có cái gì nào. Ác này thì nhìn qua thì có vẻ là có Hu Tao Hai Thủy này, có Chai Đồ này, có Na Sinh Cu này, có New Vlad và Furina. Nói chung là mấy cái team khá là cơ bản, mấy team gọi là hot. Đấy, nói chung là mình sẽ chắc mình sẽ chọn ra 3 team để mình fix nhá. 2 team
mình sẽ chọn ra hai team để mình pick và một team mà bạn thích. Thì bây giờ bạn nói cho mình biết là bạn thích cái team nào để mình pick cái team đấy, và hai team nữa là hai team mình cảm thấy là bạn có thể đi la hoàn tốt với cả hai team đấy. Hát này có cả nhược thủy này sao để cho Yilan cầm cái Tây Phong nữa kia ta. Kiểu đi hu tao hai thủy ấy thì cầm nhược thủy được mà. Bởi vì con skill nó gọi là nó hỗ trợ nạp cho Yilan rồi ấy. Xem có nhiều di vật không nào. Trông có vẻ 184 là trông hơi có vấn đề rồi nhá. Di vật 184 trên 1800. Là ít di vật rồi.
Mà hình như là nó cũng không có food luôn đúng không? Cái ác này này, không có food 4 sao luôn mà. Để giữ lại mấy cái food 4 sao này sau này có gì còn đập chứ em. Chứ bây giờ trông ít quá. Cái gì? Cho mình hỏi cỡ bao nhiêu thành di vật được up là nhiều vậy á? Tầm bình thường ấy thì nó sẽ tầm khoảng tầm 300, 200 đến 300 cái. Nó đã cộng rồi, cộng 20 rồi. Còn còn lại là những cái đồ di vật gọi là 4 sao để food ấy thì nó sẽ cái đấy thì nó sẽ tầm khoảng 4 500 cái gì đấy. Thường cái số ở đây của mình thường phải là 1.000 cơ. Với cái ác của mình ấy. Còn ác bình thường thì mình sẽ gọi là muốn là nó ở đâu đấy tầm 6 đến 700. Và trong 6 đến 700 cái đấy thì cho có tầm từ 2 đến 300 cái là đã cộng rồi, kiểu kiểu thế. Thì nó sẽ là gọi là kiểu kiểu trung bình ấy. 400 cộng á, 400 cộng hay là thì nó hơi quá anh em ạ, gọi là với một cái người chơi bình thường thôi ấy, thì mình sẽ chỉ để gọi là tầm từ 2 đến 300 cái thôi ấy. Mà ác này thì vừa thiếu cả di vật vừa thiếu cả food luôn. Cho bây giờ kém MGO thì cũng hơi hơi căng. Hơi ban căng. Lại phải gọi là nói ít thôi bạn ơi. Có con nào nó nói ít không nhỉ? What the hell? Bật tí nhạc cái cho nó đỡ buồn. Spacewalk đây. Fake team gì chứ ta? Fake team new trước đi. New Furina, Kazuha, Charlotte. Với cái team này Kazuha xong thì tí nữa vác luôn Kazuha này sang team trai đồ á, cho nó gọi là lại Spacewalk rồi. Cái con này trước đi. Con này thì nó đang cầm Tây Phong là mình cảm thấy là nó cầm đúng vũ khí rồi đấy. Tôi là để xem là sẽ nó có bao nhiêu tinh thông. 753 cũng được. Mà thử xem là nó có lên được 800 không nhá. Nếu mà lên được 800 thì nhìn nó sẽ à đủ. Vãi. Cái GO này nó mới update lại giao diện anh em ạ. Cái này bây giờ nó thành màu vàng rồi này. Ngày xưa mình thấy như nó chỉ có để màu tím thôi hay sao á. Nhìn lạ vãi. Đâu rồi? Bóng hình này. Tinh thông này. 819, đây này có cái đồ để lên được tận 800 tinh thông này, đổi sang cái lông của sắc râu thì nó sẽ lên được 800 tinh thông. 180 nạp, ok. Sẽ đổi cái lông sắc râu nhá, còn mấy cái món còn lại này thì thật ra thì xem có cái nào có tỷ lệ không nhỉ? Để một cái gọi là 25 tỷ lệ đi. Mình không cần phải đến 30 đâu, 25 là được rồi. 25 tỷ lệ thì xuống 777 à.
24,8 thôi rồi, dùng cái bộ này đi. Dùng cái bộ đổi sang cái lông của con Scroll. Tỷ lệ đây, có một cái 17 tỷ lệ, nó gánh cho khá là nhiều, nhưng mà Nahida đang cầm cái này. Có lẽ là mình không muốn lấy cái này cho lắm. Bảy tỷ lệ thì không ăn thua. Chắc phải hy sinh gọi là tinh thông để lấy tỷ lệ rồi, mà không có luôn đấy. Đùa. Nghĩa là không có đủ cái đồ bóng hình để mà nó được 25 tỷ lệ luôn. Nó chỉ có cái bộ này thôi. Ít gì vật quá. Những cái món còn lại nó không có tỷ lệ ở trong đấy ấy. Và bây giờ lấy cái đồng hồ của Nahida thì hơi phí. Bởi vì Nahida đeo cái đồng hồ 17 tỷ lệ đấy nó khá là ngon về mặt sát thương cho Nahida. Hay là chúng ta làm quả nón crit rate chăng? Chồng hơi thử xem nhá, xem có được bao nhiêu tinh thông. 670 thôi, không được rồi. Như nào đây? Thôi đây, nói chung là tạm thời phải dùng tạm cái 7 tỷ lệ vậy. Bởi vì không có đồ. Còn nếu mà đeo sang cái nón tỷ lệ thì nó thó tinh thông quá. Này gọi là cầu may mắn đi. Nếu mà nó proc được Tây Phong thì ngon, không proc được thì phải chịu thôi. Dùng tạm cái bộ này nha. Và đi farm thêm. Nó đang hơi thiếu di vật em ạ. Lốt này. Trả lốt thì cầm cái này cũng đúng rồi. Sao cái này level 20 vậy ta? Con này chưa build à? Con này build lên đi chứ. Cầm này 20 này trông không hấp dẫn lắm. Nếu mà chưa build con này thì phải chơi theo kiểu là Jin Dông Ly à? Đổi sang Jin Dông Ly vậy. Bởi vì chưa build con Trả Lốt. Rồi, lại đổi sang Jin Dông Ly vậy. Định tiết kiệm tí thời gian chơi Kazuha, cả team Shadow, cả team New Vlad ấy, thì chỉ cần phải optimize một con thôi. Nhưng mà giờ gọi là cái con kia nó chưa build thì thành phải Jin Dông Ly vậy. Sau bữa trước hỏi AD anh cái gì? Sau bữa trước hỏi anh New giờ sửa lại 51, 52,1, 313,4. 39,7 KHP, 124 nạp thì ổn chưa ạ? 52,1 thì nó vẫn chưa 100% tỷ lệ bạn ạ. Mình muốn là nó phải 100% cơ. Bởi vì bạn đã có nhiều cái dòng phụ để cho nó lên đến tận 300 sát thương bạo kia. Thì chắc chắn là bạn có thể fix nó về 100 tỷ lệ được. Và dù cái sát thương bạo bạn cao như nào chăng nữa, nhưng mà cái tỷ lệ bạn thấp thì nó vẫn không ok. Trước mình có muốn lấy một cái ví dụ để so sánh hai cái sát thương cho bạn xem rồi mà. Đây này, kiểu như này này. Một cái build 100-200 với cả một cái build gọi là 80-240 ấy, kiểu thế. Đúng không? Đây. Thấy cái sự khác biệt nó không? Zoom cho to cho bạn nhìn cho rõ nhá. Cái này nó không sao lại 156 nhỉ? Hơn tận 56% hơn nhiều thế. Đây như này đúng hơn.
Nói chung là cái này nó đang bị có một cái nữa mình. Cái này nó phải số 2. Đùa. Đây như này nó sẽ đúng hơn này. Đấy thì cái build này, build 100 200 này nó vẫn sẽ cho cái sát thương nó cao hơn cái build gọi là 80 240. Đấy, cái mình muốn hướng bạn đến ấy là làm thế nào để cho nó được 100 tỷ lệ này thì nó sẽ là tối ưu nhất. Khi mà bạn đã được 100 tỷ lệ rồi thì lúc đấy bạn có thể thoải mái bạn đầu tư vào quyết đam không làm sao cả. Còn nếu mà để 80 ấy thì nó vẫn sẽ thua cái build này thôi. Này mình giải thích một lần nữa. Jin này đang cầm Tây Phong level 20, có cái gì khác không? Cầm cái này đi. Cầm cái này trong cho con Ben cầm kiếm gỗ, mình thấy là sẽ chắc là ok nhất nhỉ. Ừ. Bởi vì cái Tây Phong 20 này thì dùng không ok lắm. Này nó chỉ đeo gọi là bốn bóng hình với cả làm sao để cho nó heal nhiều nhất có thể thôi. Tấn công nạp, tấn công du linh bộ nốt, tấn công. Con này để tầm 107 đi, 106 107 gì đấy. Không có luôn mà. Sao nó thiếu di vật thế nhỉ? Không có mũ tấn công đúng không? Không có mũ tấn công. Không có cốc tấn công. Chỉ có đúng cái đồng hồ nạp thôi. Căng thật đấy. Xem có cái hướng nào để đi cái team này không? Bởi vì có hai con healer quan trọng là con Charlotte này với con Jin thì hai con bạn đều chưa build và di vật của hai con này cũng không có luôn. Di vật của con Jin này nó không có di vật phong để cho nó đi cùng với cả con heal để con heal để nó có thể heal được. Con này thì có thể mix được di vật đấy nhưng mà lại chưa có vũ khí, rất là khó. Căng thẳng này. Giờ làm nào giờ? Hay như này đi, giờ chuyển sang cái form gọi là chơi New Hyper Bloom đi. Chuyển sang chơi New Hyper Bloom thì nó sẽ đỡ hơn. Và cái form hai thủy của Hu Tao thì đổi thành form hai thủy Hu Tao Furina Yilan với cả Bennett ấy. Thì lúc đấy là nếu mà bạn đi La Hoàn ấy thì bạn có thể chơi Shadow National này hoặc là Hu Tao hai thủy và cái team New Hyper Bloom được. Còn hiện tại thì bạn ác này nó không có healer để ghép, hoặc là mình sẽ phải chơi theo một kiểu khác, là chơi theo kiểu ngày xưa ấy, chơi kiểu mà không có Furina ấy. Bây giờ sẽ cái giải pháp sẽ như này. Mình sẽ fix con New Violet này với cái con Charlotte. Nó đã gọi là mình sẽ set up là nó đã farm đủ đồ ở trên Genshin Optimizer rồi để mình fix cái con này. Mà sau ấy là bạn nên farm cho con này lên nhá. Mình vẫn sẽ ghép cái team là New, Fu, Kazuha và Charlotte, nhưng mà bởi vì trong arc của bạn nó chưa có ấy, nên là mình phải lên trên GO mình tự bịa ra để cho con này nó lên level cao và nó tạo thành cái team đấy. Còn ở trong cái arc thật sự của mình ấy, thì nên build con này lên trong thời gian sớm nhất có thể. Đấy, mình nghĩ là phương án đấy thì sẽ là phương án ok nhất.
thiếu gì nhỉ? Akazuha. Akazuha này cũng cần phải gọi là farm thêm để cho nó có thêm tí tỷ lệ ở những cái món còn lại ấy. Chứ hiện tại là đang ít tỷ lệ quá. Có 7 tỷ lệ thì không ăn thua. Ok. Con này sẽ không thì tầm 200 stack thôi. Để tầm 16 nạp bởi vì nó đi hai thủy. Ok. 24k average à? Hơi thấp ta. Thiếu gì không? Nhiều đang chưa bật talent nó lên. Ok. Đúng hơn rồi đấy, 33k. 59.6196. Thật ra thì cái này nó sẽ cộng thêm một tí tỷ lệ từ cái ống đồng này nữa. Mình thử xem nó có lên được tầm 60 tỷ lệ sẵn không. Có lên được và vẫn là 33k. Đồ bây giờ chỉ cần đổi lấy đồ của con fish soul này vào một cái hoa gỗ thủy thôi. Ok, mình thấy này ổn đấy. Hoa này đâu ta? Ok, trông nó sẽ như này, nhìn nó gọi là nó gần với cả tỷ lệ 1/2 hơn đấy. Uvillet này. Cho con này đường sân. Để nó nhận bắp gì thì nhận. Talent này. Mấy 2 stack. À, 60. Con này thì nó sẽ chỉ chơi gọi là 4 thợ săn thôi. Và phải lập một cái config cho nó. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is 981k. Thường những cái con New Velvet mình fix ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 1 triệu đến 1,1 triệu gì đấy, nếu mà gọi là kiểu free to play ấy. Bạn nào cao cao thì lên được 1,2 triệu. Con này thì nó hơi dưới cái tầm đấy một chút, nhưng mà cũng không dưới quá nhiều. Và có một cái may mắn ở đây ấy, là cái con này nó đang đeo đúng cái bộ, gọi là cái bộ bộ ngon nhất của nó rồi. Bạn ấy đang đeo đúng cái bộ ngon nhất của New Velvet rồi, nên là không cần phải fix nữa. Đó là may. Con này hiện tại có vẻ như nó cũng đang cầm vũ khí level 70. Và cái này phải nâng lên 90 nữa nhá. Nâng lên 90 để cho nó tăng lên sát thương. Bây giờ nếu mà mình nâng lên 90 cái chắc là nó lên 1 triệu đấy. Đấy, triệu này. Còn free to play thì tầm đấy là trung bình rồi. Tầm mà thường mọi người sẽ đạt được cái tầm đấy. Con này thì bây giờ mình sẽ giả vờ như kiểu nó đã nâng hết mấy cái này rồi. Để mình fix di vật cho nó nhé. Thì không cần cầm gì quá cụ thể. Chỉ cần tấn công với hiệu quả nạp là được. Và cũng gần giống như kiểu cái bộ bạn đang đeo.
Nó chỉ việc thay lại ở đây là thay cái lông với cả thay cái nón thôi. Cái lông này thì nhìn trông có vẻ hơi ngon cho cái con này ta. Lông tận 31 sát thương bạo, xem có thay được cái lông khác không. Ok, thay sang cái bộ này. 2 tấn công, 2 tấn công, 234 nạp. Heal 17k, chắc là tại mình đang không để cái talent này. À không, bật talent rồi. Thôi cũng được. Đeo bộ này nha. Bây giờ đổi sang một cái cốc của Jin. Một cái lông hồi ức. Lông nào ta? 10%, 18% nạp. Cốc của Jin là cốc này. Và một cái nón tấn công. Đây. Ok. Con này ấy, thì bây giờ nó đã đeo cái bộ di vật ngon cho nó rồi. Và sau này bạn chỉ việc bạn nâng level của nó lên. Nâng talent nó lên nữa là xong. Với cả nâng cái vũ khí này lên nữa. Còn di vật thì cứ giữ nguyên những cái mình đã fix cho bạn rồi nhá. Mấy con này fix hết rồi đấy. Xong một team này. Đạ mú nãy nhắn nãy giờ ông không đọc chat á. Bạn nhắn cái gì nhỉ? Tại mình đang hơi tập trung fix cái này ấy. Mình kiểu kia mình làm cái này mình hơi bị gọi là tập trung quá, anh em thông cảm nha. Ô tao này. Thank you đi. Gọi là cái team cổ một tí, nhưng mà nó có một cái gọi là cái sự an toàn trong đấy. Baiju team Khe Trinh tăng cường cầm vòng mạch thần thì giáo quan hay là ký ức rừng sâu á. Nếu mà cái team đấy của bạn ấy nó không có nguồn tăng sát thương thảo nữa thì bạn có thể bỏ bộ ký ức rừng sâu đi được. Bởi vì như này nhá, là bộ ký ức rừng sâu ấy thì nó sẽ chỉ làm một cái việc duy nhất, đấy là tăng sát thương thảo cho người đeo và giảm kháng thảo của những cái con nhân vật, những cái con quái vật trên sân thôi đúng không? Mà nếu mà team của bạn nó không có cái nguồn sát thương thảo quá lớn ấy, thì bạn đâu cần phải đeo cái đấy làm gì đúng không? Ví dụ như kiểu team của bạn nó chỉ có Baiju thì chẳng hạn, thì lúc đấy bạn không cần phải giảm kháng thảo làm gì cả, bởi vì sát thương thảo Baiju nó không có. Thì đeo cái giáo quan thì nó sẽ đẩy sát thương của những con như kiểu là cái Trinh Fischl lên ấy, thì nó sẽ ok hơn. Mà cá nhân mình ấy thì mình lại thích chơi Nahida hơn là Baiju. Nahida, Kazuha, Fischl với cả cái Trinh. Team đấy là cái team mà mình cảm thấy nó sẽ ok hơn. Nó sẽ yêu cầu bạn phải né một chút với cả gọi là iframe ấy. Nhưng mà sát thương nó sẽ ok hơn. Ok, quay lại cái này đi. Thái ương của rồng. Một stack ma nữ. Ui, bây giờ còn đi pha ma nữ thì cũng hơi... Bạn này có cái cốc hỏa cháy vãi anh em ạ. Nhìn quả cốc hỏa bạn ấy này. 6 tỷ lệ, 31,9 sát thương bạo, 23 tinh thông và có 269 flat HP. Cốc này cũng ngon đấy. Đây là bao nhiêu là 12, 43 CV à? 43 CV. Khá kinh. Bây giờ mà đổi cái này thành bộ thợ săn xong đi Fuina với cả cỏ để hết nước chấm luôn. Baiju để giải phóng Nahida sang team khác rồi á. Thế thì đấy, như kiểu mình đã nói với bạn lúc nãy là không cần phải đeo giảm kháng thảo đâu. Bởi vì team không có nguồn sát thương thảo thì không cần phải đeo giảm kháng thảo. Cái team đấy nó cũng không có cái phản ứng gì giống như kiểu là bung tỏa hay là nở rộ ấy. Không có lý do gì cần phải đeo giảm kháng thảo cả. Tốt nhất thì đeo giáo quan thì nó sẽ tăng về mặt sát thương của team lên, nhưng mà mình sợ là nó sẽ bị vấn đề về vận hành của Baiju, bởi Baiju là nó là một con mà nó rất cần nạp. Và nếu bạn đeo giáo quan này khó để bạn có thể gọi là
nạp nó cao được ấy. Con Baiju đi solo thảo nó cần nhiều nạp lắm. Kiểu nếu mà clear được quái trong gọi là một rót ấy thì ok. Còn không thì mình nghĩ là nên đổi sang cái bộ gọi là bộ mic ấy, bộ mà nó có nạp sẵn ấy thì nó sẽ ok hơn. Ok, cái con này trước nhá. Con Shinkyu Yilan trước. Con này thì fix khá là dễ. Là kiểu chỉ cần sát thương nộ nó là được ấy. Này tầm 170 này. Sáu chín phẩy năm, 118,4. Ok, được rồi, đeo cái bộ này đi. Ác không có nhiều di vật thì đành phải tạm vậy. Mà mình đang nghi là tí nữa kiểu gì Nilan nó cũng sẽ chấn một vài món con sinh kêu cho xem. Quả quả nón không có sát thương bạo, có mỗi 16,2 tỷ lệ đấy. À 12 hiệu quả nạp. Nón hơi hơi phèn. Ok, một con Ylan. Chơi cả Nahida và Baiju team catching ok không nhỉ á? Nó sẽ cần gọi là giảm kháng lôi đấy bạn ạ. Bởi vì cái team đấy nguồn sát thương chủ đạo của nó là catching và facial ấy. Nếu mà không nguồn giảm kháng lôi thì nó sẽ bị giảm nhiều sát thương lắm. Con này thì đeo cho nó cái chấn luôn đi, mình nhớ lúc nãy là thấy có chấn mà. Đây. Đi hai thủy thì cầm chấn luôn, không cần phải cầm Tây Phong nữa. Và bản thân con Shinkyu nó cũng có thể cầm Tây Phong luôn ở trong cái team này ấy. Nhưng mà ăn này nó không có. Ăn này nó có đúng một cái Tây Phong cho con Kazuha thôi. Cái Tây Phong còn lại level 20 à. Ok, mấy cái này đeo khá là đúng. Chỉ chấn mỗi đồ sang linh thôi. Nhưng mà sang linh tí nữa kiểu gì cũng sẽ phải fix tiếp. Nên là thôi không chấn đồ sang linh. Ok, chấn đồ Sino thì được. Và có một cái lông trông cũng khá là hấp dẫn. 31 sát thương bạo. 74, 230, 163 nạp. Ok, đeo bộ này nha. Lông ba mươi mấy sát thương. Và một cái hoa Sino. Ok. 74. Đây. Từ 230 163. Này nó đi hai thủy là vừa rồi. Không cần cao hơn. U tao này. Phiến đá lâu đời à? Này tí cho mình cho đổi sang thành mic cho nó nhanh, phiến đá lâu đời gì vào đánh bật e xong đánh luôn chứ nhặt nhặt làm gì cho mệt, chạy đi nhặt mất mấy giây. Tinh thông HP này. Lên kiếm cái con fix của Mũ Tao kìa.
867k. Cũng là cái bộ Huta bạn đang đeo, thay mỗi một cái hoa thôi. 73168. Thật ra là đeo thương rồng này mình thấy là cũng khá là ok đấy chứ nhỉ. Không đến nỗi nào đâu. Thương rồng 73168, 300 tinh thông, 35k HP. Cũng được. Không đến nỗi nào. Ok, dùng cái bộ này đi. Ta rồi. Đổi cái hoa này. Hoa này là hoa gì nhỉ? 722 à? Đây. Nốt dung ly này các. Dung ly này nó chỉ cần làm nào để cho cái shield nó là nhiều HP nhất có thể, để anh em chơi nó thoải mái là được, chứ không cần phải đeo phiến đá lâu đời làm gì cho mất công. Nhặt kết tinh tốn thời gian. Mà cái này còn đeo cả cốc tấn công luôn ạ. À. What the hell? Kazuha C1 150 nạp đủ dùng không anh á? Nếu mà nó hai lần E thì chắc là đủ. Nhưng mà thường không phải là cái setup nào con Kazuha nó cũng dùng hai lần E ngay. Mà thường nó sẽ chỉ dùng một lần thôi. Trong một rod thì may ra mới dùng hai lần E, chứ còn kiểu setup thì ít ai người ta dùng hai lần E ngay lắm. HP đâu ta? Trấn đồ vui nà. Thôi đừng có trấn. Không. Chứ không trấn vào vui nà thì không có luôn mà. Ok, xem là như nào là nhiều HP nhất. Đây, đây là cái bộ nhiều HP nhất. Đeo một cái ly hỏa. Dông ly ly hỏa. 21% HP. Ok. Đeo bộ này nha. Nón HP này thật ra cũng trông cũng hấp dẫn này. 33 quick damage. Nếu mà kiếm được thêm một cái dòng tỷ lệ nữa thì nó sẽ tuyệt vời luôn cho new cầm được luôn. Nếu mà sau này bạn có ý định roll gọi là chấn hoặc là roll mua vũ khí battle pass. Ly hỏa đâu rồi? Anh cũng 46 nữa. Là bao nhiêu phần trăm HP ta? 90% HP rồi đúng không? Nếu mà cái này thêm 40 nữa thì hơn 130. Chắc nó phải lên được 50k ấy, nhưng mà bây giờ không có thì phải chịu thôi. Không có white tassel à? À đây. Black tassel chứ. 50k, ok. Này là nó sẽ đảm bảo cho bạn một cái sự an toàn nhất định. Không phải là lúc nào quái nó đấm thì cũng không vỡ khiên được. Sẽ có những con nó khỏe nó đấm vỡ khiên được ấy. Nhưng mà nếu bạn chơi hai thủy với ở con này, một con dung ly 50k ấy, thì nó sẽ yên tâm hơn. Ok. Và cái team cuối là team Child National. Chạy đồ đâu? Con này nếu mà nó bình thường ấy, mình fix cho anh em ấy thì thường nó sẽ phải rơi khoảng tầm từ 550k đến 6 lít. Còn nếu mà khỏe thì sẽ hơn 6 lít một tí. Ben nét đâu ta? Con Ben này lúc nãy mình fix ở trong kia rồi. Ôi. À, quên mất chưa đổi cho nó cái kiếm gỗ. Xiang Ling. Ok. Con này hơi tiếc là nó mới có C5 thôi. Nếu mà sau này đổi kiểu farm được thêm một cái cung mệnh nữa để đổi lên thành C6 thì nó sẽ khỏe hơn. Bởi vì cái C6 thì nó sẽ tăng thêm 15% đam mê nốt hỏa cho con Xiang Ling nữa.
Con đồ như này là mình cảm thấy ok rồi. 4 giáo quan 262 nạp. Không cần phải fix con này. Kazuha này lúc nãy cũng fix rồi. Fix sang Linh trước đi. Quên, xem thử sang Linh này xem mấy. C6, ok. Mình đang gọi là mình đang tập trung fix cái này nên là mình không rep chat được nhiều, anh em thông cảm nha. Sinh Linh on field này thì nó còn ăn cái bắp của Bennett nữa. Cái gì? Con này thì xem là nó sẽ dùng cái đồng hồ gì trong arc này. Nãy mình chưa biết là arc này nó đang cầm cái đồng hồ gì. Đồng hồ tấn công hay là đồng hồ tinh thông? Nếu mà có đồng hồ tinh thông thì ngon. Đam nó sẽ to hơn một tí. À, cũng không một tí đâu, cũng nhiều tí đấy. Biết ngay mà, đồng hồ tấn công rồi. 50k về. Thôi cũng được. Cái đồng hồ tinh thông thì nó sẽ bú hơn đấy. À, chấn cái lông của sinh kêu. Thôi cũng được, chấn cái lông của nó đi. Sinh kêu thì cái giá trị sát thương của nó sẽ không cao đâu, mà sinh linh chấn được. Sinh kêu hiện tại như nào đây? 75 thì sao được. Còn mấy cái đồ này thì bạn đi đeo gần đúng hết rồi. Và cái build này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 64 158. Cũng không phải là một cái build nó quá quá kinh khủng gì ấy. Ở cái tầm gọi là bắt đầu chơi ấy. Một cái bộ di vật mình dùng tạm được thôi. Thay đồ này. Cái đồ này thì có thể dùng mic được. Hai thủy à? Mic hai thủy. 84 194. 600k thì ok rồi đấy. Tầm 600 là mình cảm thấy là thường. Thường thì mấy con shadow mình fix ấy, nếu mà nó ngon thì nó rơi khoảng từ 600 như này đổ lên. Con này tầm 600 là cũng được rồi. Mà nó sẽ phải chấn đổ sinh kêu với cả Fuina thì chắc là lát nữa mình sẽ fix lại đồ cho hai con sinh kêu Fuina này sau. Giờ cứ cho nó cầm cái bộ này đi. Shadow đâu ta? Phát thử vào La Hoàn bắn quy thử phát xem được bao nhiêu ca. Cốc của sinh kêu à? Đây. Giờ sang fix lại hai con sinh kêu và Fuina là xong. Fuina trước đi. Ấn nhầm ạ, the hell. Đổi sang cái lông này, lông offset. Cũng được, lông này cả 4 dòng đều dùng được. 12 tỷ lệ, 14 sát thương, 5 HP% với cả 4% nạp. Cũng được, lông 4 dòng á. Cuối cùng là con Sinh Kêu.
tác ít di vật nó khổ thế đấy anh em ạ. Cứ gọi là kiểu có một cái đồ mà nhiều con nó đều có thể xài được ấy. Ok thì nó sẽ dùng cái bộ này và đổi sang một cái nón sát thương bạo nữa. Sát thương bạo 17 nạp đúng không? Okay. Tỷ lệ nó thì không ok cho lắm. Sao đây lại 58 ta? À, nó có cái tỷ lệ con hu tao này. Tắt cái này đi đã. Không được. Ít nhất để thử 55 rồi xem nào. Nó thành 77 tỷ lệ 85 sát thương nhìn nó cũng không hấp dẫn lắm. Thôi con này bây giờ bởi vì ác của bạn hết đồ để fix rồi bạn ạ. Nên là tạm thời cho nó dùng cái bộ này nhá. Sau này mình farm được thì mình sẽ đổi đồ sau. Bây giờ có fix thêm ấy thì nó cũng ra những cái gọi là những cái ratio tỷ lệ sát thương nó rất là ố dề ấy. 46 147 hay là 887 70 80 thì nó cũng chẳng khác gì nhau đâu. Có nên lấy trấn Fuina không anh nhá? Không bạn nhá. Fuina nó có nhiều sự lựa chọn khác. Ok cho người chơi free to play rồi nên là không cần phải lấy trấn đâu. Như kiểu là Tây Phong hay là cái gì nhỉ? Răng nanh gì xét ấy, mấy cái đấy đều ok hết, không cần phải lấy trấn đâu. Nào vào thử phát xem được bao nhiêu ca nào. À quên, Bennett nó cần phải đổi lại. À không, nó đâu cần phải đổi lại đâu nhỉ. Bởi vì bây giờ có chơi con Jin nữa đâu. Vẫn là cái bộ này đúng không? Ok. Kazuha C0 ở tầm này là cũng vừa vừa rồi. Rồi check lại thì xem sang linh này xoáy bao nhiêu nữa. Vì không giết được bọn này luôn ấy. Nó hiện lên cái kiên thảo thì chẳng nhìn được xem là cái đam vết của sang linh là bao nhiêu nữa. À, xem vết là bao nhiêu nào. Phá cái ấn thảo đi bạn ơi. Chả kịp nhìn xem vết là bao nhiêu. sáu mươi chín k đấy là nó có thêm tầm 20% đam bonus từ cái la hoàn này rồi. Nên là chắc là kiểu nếu mà không có kiểu la hoàn nữa thì chắc là nó rơi khoảng tầm 60k gì đấy. 60k quyết đam. Cũng tạm được. Không phải là quá khỏe nhưng mà ở cái mức độ gọi là mới tập chơi ấy thì sẽ khá là ổn rồi. Ok, được rồi. Ác này mình fix cho bạn xong rồi nha. Xong 3 team là New này, Hu Tao với cả Shadow. Với cái ác này ấy, thì cá nhân mình ấy là mình khuyên bạn là nên đi farm thêm di vật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nâng một vài cái vũ khí quan trọng như kiểu Tây Phong, Tây Phiếc lên.
Và cái thứ ba là nâng một vài cái nhân vật như kiểu Charlotte với cả nâng cả Talon của những nhân vật đấy lên nữa. Chứ có một vài con quan trọng như con này nhưng bạn không nâng lên thì nó rất là khó để xếp team. Đấy. Cái vấn đề của ARK hiện tại nó sẽ có quanh ba cái vụ như thế. Mình nên để thêm tài nguyên để mình farm thêm. Ok, xong một bạn này. Đến bạn tiếp theo. Đây là cái bạn lúc nãy bạn ấy vừa mới donate mình. Bạn BT. Đợi mình tí nha. Không biết là bạn BT còn đang xem không ta. Còn đang xem thì mình lấy cái code phát. Charlotte tốt cho team băng thôi chứ cũng khá tù nếu mà không có cung mệnh á. Thế ra thì con Charlotte ác đấy là nó có C2. Và con Charlotte thì nó sẽ có hai cái quan trọng là cái C1 với cả C4 ấy. C1 thì nó có heal overtime, còn C4 thì nó hồi năng lượng ấy. Thì cái C1 cá nhân mình là cái quan trọng nhất thì bạn ấy cũng có rồi. Nên là mình nghĩ là có thể build lên được. Còn cái C4 về năng lượng ấy, bạn ấy cầm Tây Phong thì nó có thể bù đắp lại cái khoản đấy. Nên không sao. Xem cái ác này nó có cái gì nào. Cũng lại New Fu, Hải Thâm Nahida và chắc là Raiden National à? Chắc thế. C0 này chắc là chỉ có Raiden National thôi. Ok. Thì bạn BT bạn có đang xem không? Cho mình hỏi cái là bạn muốn chơi cái team nào. Hiện tại ở đây thì đang ngắm được 3 team là Raiden National này, Hải Nahida Hyper Bloom và Fuina New Velvet. Đấy, 3 team đấy là 3 team mà bạn có thể vác vào lao hoàn, bạn đánh cái lao hoàn nào cũng được. Còn nếu bạn thích cái team nào khác gọi là đặc biệt ấy, thì bạn nói cho mình để mình biết. 3 team cơ bản dễ đi lao hoàn. Mình vừa mình đọc ra 3 cái team cơ bản dễ đi lao hoàn cho bạn đây. Là New Fuina này, Hải Nahida, Hyper Bloom với cả Red National. Đấy, 3 team đấy. Ừ. Nếu mà không có vấn đề gì thì mình sẽ fix 3 team đấy nha. Có Shen Hưa mà không có đi bét băng à? Chắc là bạn ý kiểu bạn ý roll trước ấy, để sau này nó ra cái con bạn ý con đi bét băng bạn ý muốn thì bạn chơi sau. Roll support trước thì nó sẽ dễ lên kế hoạch hơn. Bởi vì anh em nếu mà roll con gì nhỉ? Ví dụ nhá, em roll Shen Hua này này thì anh em có thể roll hoặc là Ryzerly hoặc là Ayaka. Nhưng mà nếu mà anh em roll Ryzerly hoặc Ayaka ấy, thì anh em lại phải roll những cái con DPS những con support xoay quanh hai con đấy. Nó lại là câu chuyện khác. Cái này thì hiện tại thì sẽ là có Jin không ta? Không có Jin đúng không? Không có Jin thì chắc là dùng cũng khó nhỉ. Không có Jin thì không có heal hệ phong, dùng con heal hệ khác à? Heal hệ khác đằng này của Charlotte không? Có nhưng mà chưa nâng. Đang có một cái vấn đề là nó không có healer cho cái team Fuina New Blade này. Còn con heal nào nữa không nhỉ?
Khó thật. Bởi vì không build hai con này thì hơi khó chơi ấy. Chắc là phải đổi sang cái form cũ à, form kiểu New Red không có Fuina. Hoặc là phải thay thành New Red hai Bloom, bởi vì đi với con này mà không có heal thì nó lỏ lắm. Đi Fuina không heal lỏ lắm. Mà mình hiện tại mình đang chưa nhìn thấy con healer nào cả. Check lại cung mệnh bọn này xem nào. Ăn bạn này thì có Nahida C2 là ngon nhất, còn đâu là toàn C0. Bạn ấy bảo cái gì nhỉ? Bạn ấy bảo là đang sắp tới lấy Kazuha nữa à? Kazuha né. Sắp nổ chưa hay là giờ mình vào mình x10 phát cho bạn nổ ra Kazuha luôn ta? À đủ. Mười mấy rồi. Đây là 55 này, 56. 56 chỗ này nếu mà tích được thêm 10 vé nữa là 66. Nổ sớm thì may ra ấy. Còn 10 ngày nữa là 12 vé nữa. Chắc là vẫn vẫn sẽ đủ từ giờ đến cuối banner bạn vẫn sẽ đủ để lấy Kazuha. Thì nếu mà lấy Kazuha rồi thì build cái con này lên nhá. Build con này này, con Charlotte này lên này. Arc này của bạn thì cũng như cái arc của bạn mà mình vừa mới fix xong là coi con healer chưa build. Bắt buộc là phải build con này nếu mà muốn chơi New Vlad Fuina. Nhất là hai cái con của bạn ấy nó lại còn kiểu là C0 nữa. Tí nữa thì mình sẽ lên GO thì mình sẽ gọi là mình giả lập là bạn đã build cái con này rồi để mình vẫn sẽ tối ưu cho cái con new này, nhưng mà sau thì bắt buộc là khi mà mình fix xong ấy thì bạn phải vào app bạn phải build con này lên nha. Ok được rồi. Xem vũ khí xem nào. Nhìn lan. Nãy có phải có ác nào liên quan như Lan không ta? Như Lan này chắc là nhét sang team Raiden hả? Cho sinh kêu này sang ô item Nahida đi. Như Lan này sang Raiden. Và Fuina đi vào team New. Ok. Con này thì... Hoặc là... Có thể là chơi một cái team gọi là hai thủy. Hai thủy hai Hyperbloom ấy. Nahida, Như Lan, sinh kêu Cookie cũng được. Nếu mà không muốn phí cái chấn của con này. Không muốn phí cái này. Scan đã. Tính sau. Mong là ác này có di vật anh em ạ. Chứ đừng có ít. À đây, thấy có 1094 này. Trông cũng có vẻ có tí hốp. Chỉ cần có nhiều di vật là làm nó sẽ dễ. Chứ ít di vật thì sẽ là hơi khó. Mình muốn check lại một phát nữa là xem là có phút không. Ây da, ác này bị cũng bị một cái vấn đề là đấy là giữ nhiều cái cộng không này quá, cái nào cũng khóa này. Sao khóa nhiều thế? Đâu phải là cái nào nó cũng có tiềm năng đâu mà cứ khóa hết như làm gì ta? Nếu mà được ấy, thì mình nghĩ là bạn nên gọi là đem đổi cái đám này ba rác đổi một rác đi, đem vào bản giả kim đổi mấy cái bộ như kiểu là dấu ấn dấu yếc ấy để cho nó có thêm đồ cho chứ này để cộng không nhiều quá và cộng không 5 sao thì nhiều nhưng cộng không 4 sao thì lại ít không có phút. Cái này cũng là một cái mà cần phải xem lại nha.
Trấn Chiori ô hay thần Fuina thì cái nào đa dụng hơn với anh á? Chắc là trấn trấn của Chiori. Bởi vì trấn Chiori thì nó chỉ yêu cầu một cái là gọi là có nhân vật hệ nham gây sát thương nham trong team thôi ấy. Còn trấn ô hay thần thì không phải con nào nó cũng có thể có tinh thông. Hoặc là trấn Fuina thì cũng không phải là con nào nó cũng có thể tận dụng được cái gì nhỉ? Cái HP ấy, kiểu kiểu thế. Khuếch tán lôi team Kenshin tăng cường kiểu gì cho dễ thế mấy ông, thấy thảo của Nahida mạnh quá. Kazuha swap qua khuếch tán lôi không kịp á. Nó có cái gì đâu mà không khó khuếch tán nhỉ? Ăn này có Kazuha à, ăn này không có nhỉ. Nói chung ấy là nó sẽ là như này, là sau khi mà con Nahida nó dùng cái kỹ năng E nó xong ấy, nếu mà bạn gọi con Fischl ra đợi một lúc hoặc là đánh thường một hai phát gì đấy ấy, là kiểu gì trên người quái nó cũng sẽ có ấn lôi để bạn khuếch tán. Đấy, nó đơn giản thế thôi chứ nó không có vấn đề gì cả. Hay là đây, xem mình xem thử xem là cái video ngày xưa mình đánh cái team đấy, có một cái rod mình để sẵn ở đấy, bạn có thể làm theo cái rod đấy. Đây, cái rod này này. Đây, mình pause lại đúng cái đoạn này cho bạn xem. Đấy là sau khi con Fischl nó thả con quạ ra thì ở đây nó có hai cái nguồn lôi, là nguồn lôi từ Q của Kazuha và nguồn lôi của Fischl ấy, nó làm cho cái trên người kẻ địch nó có cả ấn lôi nữa. Thì lúc này là chắc chắn là bạn có thể khuếch tán lôi được, nó không quá khó đâu. Và mình có thể làm cái này gọi là trong cả hai rod luôn. Không hẳn là hai rod mà hai nửa của một rod. Đấy, đến cái nửa sau mình vẫn có lôi để mình khuếch tán mà. Hay nếu mà kiểu gọi là chưa biết khuếch tán như nào thì có thể xem thử cái shot này của mình. Ok, ác này thì đổi gió tí đi, fix team đầu tiên team Raiden đi. Bennett. Quên lúc nãy không check thử xem là Bennett có đang có giáo quan không. Ra bình thường cái team này mình sẽ hay ghép cả sinh kêu hơn. Nhưng mà có một cái vấn đề đấy là con Raiden này thì nó là một con mà nó có kháng gián đoạn vô hạn rồi. Nghĩa là nó không quá cần cái bị kháng gián đoạn của con Sinh Q. Nhưng mà với cái team O2 thầm Nahida ấy thì nó lại không có cái việc đấy. Nên là mình muốn đẩy đẩy cái con Sinh Q sang team đấy để cho nó có kháng gián đoạn ấy. Chơi nó sẽ dễ hơn một chút. Team này thì nó không không cần kháng gián đoạn thì nhét con Yilan vào. Mặc dù nó sẽ bị ít vết đi cho của con Sinh Linh ấy. Bởi vì Yilan nó cấp thủy ít hơn. Thì cái đấy cũng là một cái mình phải chấp nhận thôi. Check lại để xem con Bennett này nó đang cầm giáo quan không nhé. Bỏ hai củ lấy Niu về công nhận mạnh nhưng mà lối chơi thấy một màu á. Đúng rồi. Mình nói với anh em rất là nhiều lần rồi, từ khi trước khi con Newlet nó rerun là con đấy là một con mà nó sẽ đảm bảo được cho anh em về mặt giá trị sát thương, nhưng về mặt giá trị gọi là trải nghiệm ấy, giá trị chơi game ấy, thì cái con đấy cái lối chơi nó rất là chán, nó nhanh nhanh chán lắm, bởi vì nó chỉ có tạo hạt xong nó đứng sân nó xịt 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 thôi mà, nên là nó không có cái vị gì cả. Thế nên là mình cũng không đầu tư quá nhiều vào Newlet, bởi vì đầu tư vào thì nó sẽ chỉ hiện lên cái con số cao hơn trên màn hình thôi. Còn cái lối chơi nó vẫn như thế. Từ C0 đến C6 vẫn chỉ là CCCC thôi. Tại sao Bennett cầm giáo quan thay vì tông thất á? Bởi vì ấy, thường ấy là những cái team mà mình cho Bennett nó dùng giáo quan là bởi vì team đấy nó không có nguồn tăng tinh thông
từ bên ngoài. Và một cái chỉ số mà nếu mà nó chưa được đầu tư vào ấy, thì cái lần đầu tư đầu tiên của mình ấy, những cái giai đoạn đầu tư đầu tiên thì nó sẽ trả lại giá trị rất là cao. Anh thấy C1R1 của Mochi hay là Rio ngon hơn á. Mochi thì nó không quá cần C1R1, nhưng mà Rio thì nó sẽ khá là cần C1 đấy. Mochi anh em gọi là chơi C0 cũng được, nhưng mà Rio chơi C0 thì hơi lỏ tí. Sang C1 thì nó đổi combo á, thành N5 đánh thường 5 lần trong trọng kích một phát. Còn C1 thì là đánh thường 3 lần trọng kích một phát. Thì cái đòn đánh thứ 3 của con New ấy, à của con Rio The Lee ấy, nó thường nó sẽ có 2 hit nếu mình nhớ không nhầm là thế. Check lại thì xem nhé. À đòn thứ 4. Nhưng mà nói chung là ý là cái giai đoạn ấy, để anh em gọi đấm ấy, thì nó sẽ dễ bị gọi là nó trượt đến cái đòn thứ 4 và nó thành cái hit là 2 hit ấy. Thì mình cảm thấy là cái đấy nó hơi bị dễ để chúng ta combo sai. Check lại một phát xem con bé nét này có giáo quan không. Trông có vẻ là không có giáo quan rồi anh em ạ. Có nhưng mà chưa nâng à. Thế thì bởi vì ác này hiện tại cũng không có phút 4 sao để nâng á, nên mình khuyên là sau khi mà mình fix xong á thì bạn nên kiếm cái phút 4 sao để bạn nâng những cái giáo quan này lên level nhá. Cho Bennett này cầm giáo quan này nó sẽ ok hơn là cầm tông thất đấy. Bây giờ thì chưa có thì dùng tạm thôi. Dùng tạm tông thất. Cái kiếm gỗ này nâng lên 90 luôn nhá. Bennett thì đừng cầm Tây Phong. Cầm cái kiếm gỗ này này. Tây Phong này cho những con khác bởi vì con này nó khá là cần base. Xem còn cái khác không? Có cái tia sáng nơi hẻm tối cũng được. Mà chắc là không có. Nạp à? Nón tỷ lệ như này là không được rồi. Đổi lại nón đi. Lấy cái nón con Chi Chi nha. Xong một con này. Đi Lan này. Con này đi một mình thì nó lại phải cầm Tây Phong à. Không thì nó cần nhiều nạp lắm. Kể cả có Raiden rồi. Ok, cứ để thế này đi xong rồi vớ tầm 200 nạp đeo cái đồng hồ nạp ấy. Tí vào đánh thử xem là nó có đủ nạp một rót không. À đủ. Đây là cái bộ bạn ấy đang đeo luôn rồi ấy. Không cần phải đổi gì cả anh em ạ. Ok. Tiện quá. Đỡ phải fix. Raiden chấn hay C2 hơn cả hơn hả cáo. Thường ấy bạn sẽ có thể cầm cái lao trên cá được và cầm C2 thì nó sẽ ok hơn. Còn Raiden thì nó sẽ là thường sẽ là C0R1 hoặc là C2R0 còn hoặc là một cái mức đầu tư khác là C3R1 kiểu thế. Nó chỉ cần lấy cái giảm phòng ngự là được. Còn cái lao trên cá với cả cái chấn ấy nó hơn nhau tầm 15% thôi. Không quá nhiều đâu. Nên quay New Velvet hay Navia cho Ark Newbie không có gì anh á.
New Velet thì nó sẽ dễ chơi hơn Navian đấy, bởi vì Navian thì bạn sẽ cần Zhongli, nó sẽ cần một con Nham nữa. Còn New Velet thì nó không cần cái gì cả, một mình nó cũng có thể chơi được ấy. Nếu mà chọn giữa hai con đấy, cho một cái arc newbie thì mình sẽ chọn New Velet, còn gọi là một cái arc mà đã clear La Hoàn rồi thì mình sẽ chọn là Navia. Anh ơi, làm thế nào để anh đo phần trăm độ hiệu quả của các vũ khí á? Nếu mà bạn đang hỏi cái nào cả sát thương khác biệt giữa các vũ khí với nhau ấy, thì dùng cái Kenshin Optimizer này này. Nó có một cái gọi là cái compare những cái build với nhau ấy, thì bạn sẽ nhìn thấy cái phần trăm khác biệt luôn đấy. Còn gọi là nếu mà bạn không biết dùng Kenshin Optimizer ấy, thì bạn có thể lên cái trang này, là cái trang Kenshin Main này này. Người ta cũng gọi là nó sẽ không thể nào chính xác 100% với AK của từng người một được, nhưng mà nó sẽ cho bạn một cái nhìn gọi là một cái nhìn tổng quan, một cái nhìn sơ bộ về cái sự khác biệt của các vũ khí với nhau. Thì đây cũng là một trang mà khá là uy tín mà bạn có thể lên bạn xem thử. Lên bạn check. Học build, học biết thì cũng có thể lên cái trinh men học được. Mình cũng rất là gọi là gì nhỉ? Hay tham khảo ở trên kênh đấy mỗi khi mình làm gai ấy. Con này đi Raiden thì tầm 170 thôi. Tấn công, hiệu quả nạp, tinh thông, hỏa và tỷ lệ sát thương. Sát thương Go 3, bốc hơi. 80. Ok. 30k về. Có thiếu cái gì không ta, sao tự nhiên lại 30k? À, con Bennett nó đang Queen, nó đang level 1, bỏ sao. Check lại thì xem con này xem mấy. Ok, đúng rồi đấy. Thường ấy, một con sang linh gọi là ở mức trung bình ấy, đi vào Raiden thì cái average của nó sẽ rơi khoảng tầm 41k. Nếu mà anh em gọi là có những cái nó khỏe hơn một tí, như kiểu là vây cá chảy sóng với cả đồng hồ tinh thông ấy, thì lúc đấy nó sẽ có thể cao hơn, tầm từ 50 đến 60k. Bây giờ mình cứ thử đeo cái bộ này vào nhá. Nó sẽ phải đổi một cái lông 86 tinh thông. Năm chín cũng 12 bao nhiêu ta? 71 à? 71, 149 cũng khá là gần với cả cái tỷ lệ 12. Bây giờ thử đổi cái này sang cái lao R5 nhá, cái vây R5 chứ. Raiden là bao nhiêu? 90. 90 cộng 80 là 107. 107 cộng 80 là 250. 210 à? Nhiều thế cả. Ờ, 310. Hơn team trai đồ nhiều phết đấy. Đây, bây giờ ví dụ thử cho cái này vào nhá. Team mai lại thì xem nào. 43k. Có Bennett thì chắc là lên được 45k. Có vẻ là đồ của arc này thì vẫn chưa ngon hẳn. Thì nếu mà gọi là arc mình ấy thì nó sẽ rơi khoảng tầm 55 đến 60k đấy. Rồi, quay lại cái này đi. Các bộ này nha. Cuối cùng là con Raiden. Cho nó đứng sân đi. Con này thì chắc chắn là chỉ dùng mỗi 4 dấu ấn thôi, không dùng cái gì khác.
thêm config của Raiden phát. Raiden Shogun. Anh em xem mình fix ác nhiều như này chắc anh em cũng kiểu có thể gọi là mường tượng ra được cái công đoạn nó như nào ấy. Thì có thể là mình vào mình thử xem. Mình thử dùng cái Engine Optimizer xem là nó có phù hợp với mình không. Biết đâu lại thích thì sao? 499k à? Hơi thấp nhỉ? Sang Linh dùng vây cá mà không đi với Raiden thì build như nào cho hợp lý anh? Hiện tại em dùng đồng hồ nạp và lao xin cá. Nếu mà bạn gọi là đánh trong những con ten mà nó ít rơi ra hạt ấy, thì bạn nên ghép với cả một con Kazuha Tây Phong và kiếm cho nó từ 180 hiệu quả nạp đổ lên. Còn nếu mà trong cái con ten nó nhiều hạt sẵn rồi ấy, thì bạn có thể để cho cái hiệu quả nạp nó thấp xuống cũng được. Và dùng cái đồng hồ tinh thông ấy, cho Kazuha có dùng sai phốt như kiểu là cái con sang linh ở trong cái arc của mình hiện tại ấy. Mình thử xem mình có đang thiếu cái gì không. Nhưng mà có vẻ không thiếu cái gì cho lắm. Talon bật lên chưa ta? Cũng bật lên rồi. Không thiếu gì. Nói chung nó sẽ đổi thành cái đồng hồ tấn công. Ly lôi đồng hồ tấn công 81147. Cũng được. Đổi sang như này nha. Lôi vây đâu đang cầm à? Và một cái ok, trông nó sẽ như này mà nó chưa được 200 nạp nhỉ. Thế thì mình phải cho nó lên 200 nạp. Con này tối thiểu nó phải 200. 108 này thì chơi nó sẽ hơi thiếu. Đổi sang một cái lông khác có 16 nạp. Đây. Quy Raiden 90 mà anh để 80, hay em nhìn nhầm ta á? Ở đây, ok, cảm ơn nha. Lúc đấy mình để 80 là để cho nó bắp cho sang linh ấy. Nhưng mà nó vẫn thế thôi à. 80-90 nó tăng có một vài phần trăm đam bonus nên là nó không đổi cái build đâu. Đam nó vẫn chưa lên đến 500k. Vác vào trong này đánh thử xem, nếu mà nó thiếu nạp thì sẽ phải đổi sang cái cung Tây Phong cho Nilan. Này nó vẫn đang cầm cái Tây Phong. Không nâng lên luôn được nhỉ. Farm cái này xong nâng lên luôn nha bạn nhá. Nâng cái kiếm gỗ lên 90 này. Kiếm gỗ này nó có bay cao, với cả nó có hiệu quả nạp luôn đấy. Thì con Bennett nó có thể dùng được. Chứ Bennett cầm Tây Phong bay của nó có 450 thì thấp lắm. Nó vết cũng được 50k kìa, cũng được phết đấy chứ. Mà mình đánh lỏ quá nên là nó
nó không chết được bọn kia ngay ấy. Ok, nói chung là cái rod, cái rotation của nó thì mượt rồi. Sau khi hết rod 1 nó có nộ cho bọn kia luôn rod 2. Khá là ok. À, chắc không cần phải đổi đâu. Đeo như thế đi. Team thứ hai là team gì ta? Team Hải Nahida đúng không? Home weapon fan giống mình thế nhỉ á? Weapon này có cái gì mà fan ta? À đúng rồi. Bạn này thì bạn ấy chưa có nhiều vũ khí lắm. Bạn ấy mới chỉ có 4 cái vũ khí 5 sao thôi. Bạn ấy chắc là cũng mới chơi đầu 8 năm này. Mới chơi và không chơi nhiều lắm. Team Raiden, Furina, Kazuha cái gì? Kazuha cái gì nữa đây? Baizu à? Không nha bạn nhá. Team này nó hổ lốn quá. Team này nó kiểu nửa nạc nửa mỡ ấy. Gần 2 năm á. Thế thì hơi hơi ít thật. Ác này nếu mà gọi là bạn nhìn cái ác free to play của mình ấy, cái vũ khí 5 sao nó phải đến đây này. Mình có một cái ác phụ là free to play ấy, vũ khí 5 sao đến đây. Cái team cái gì nhỉ? Raiden, Furina, Kazuha, Baizu này nó buồn cười các bạn ạ. Mình nghĩ là bạn nên bỏ con Baizu đi ấy. Bỏ cả Baizu, bỏ cả Kazuha đi, thay con khác vào. Chứ team này nó đang gọi là bị nổi nạc nửa mỡ, không ăn thua đâu. Kazuha trấn thì bao nhiêu nạp là ok thì anh á. Kazuha thường thì nó sẽ cầm từ 170 trở lên. Nếu mà trấn nó không kiểu nó không có tạo hạt từ Tây Phong thì anh em cố gắng kiếm từ 180-190 cho nó an toàn. Vẫn được mà, Kazuha thì nó đâu cần gì nhiều đâu. Nó cần mỗi hiệu quả nạp và tinh thông. Farm hai cái đấy chắc là cũng đầy. Đang nói về cái team nào nữa nhỉ? À, team Hải Thâm với cả Nahida đúng không? Hải Thâm Nahida. Nahida này C2 luôn mà. Thế Raiden Furina thì nên đi với ai hả cáo á? Bạn có thể thay con Furina vào cái slot của cái con Sarah ngày xưa á. Nếu mà bạn không có Sarah C6 ấy, thì bạn có thể thay Furina vào thành một cái form gọi là Raiden Hyper kiểu khác. Nhưng mà thật ra thì nó cũng không quá tối ưu đâu. Bởi vì cái team đấy nó cũng không có một cái nguồn gọi là heal gọi cả team ấy. Nó chỉ phụ thuộc vào một mình con Bennett thôi. Và nó phải đổi đi đổi lại. Thì nó cũng hơi kéo dài cái rod. Bình thường cái team Raiden Hyper là cái rod nó chỉ tầm 20 giây thôi. Rồi kéo dài nó lên tầm 23 giây thì mình cảm thấy là nó không ok lắm. Và thường thì mình nghĩ là con Furina bạn nên ghép đi hẳn với một con khác đi. Một cái con nào đấy mà nó có thể ghép cùng với cả một con healer, heal cả team được thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà đi với Bennett thì bạn sẽ phải chú ý rất là nhiều. Nên là bạn sẽ phải có một cái chiến thuật cụ thể ấy, thì bạn mới đi với cả Bennett. Ví dụ như kiểu dùng Bennett đeo cái kiếm bến tàu ấy, với cả dùng cái bộ thiếu nữ đáng yêu đấy, thì nó sẽ gọi là ok hơn về cái việc heal của Bennett đấy. Mà lúc đấy thì mình sẽ phải để ý nhiều cái hơn. Và mình nghĩ là người chơi thông thường người ta sẽ không muốn phải để ý quá nhiều ấy. A hai thầm. Bây giờ phải phát âm lại. A hai thầm chứ không phải là O hai thầm nữa. Hôm trước gọi là có cái chuyên mục phát âm với cả anh em ấy thì thấy có mấy cái tên mình cũng hay đọc sai vậy. A hai thầm với cả cái gì nhỉ? Nilu à? Ở kiểu thế. Thank you. Con này có cái gì khác không? Bởi vì team này nó đã có một con là build tinh thông rồi ấy. Nên con Nahida nó không nhất thiết phải cầm cái quyển tinh thông này nữa. Nó có thể cầm những quyển như kiểu tóm tắt ma pháp này này. Mà quyển này lại đang chưa build. Thôi dùng tạm này đi. Chương nhạc thì cũng được thôi nhưng mà không phải lúc nào cũng proc được chương nhạc ấy. Bởi vì anh em tưởng tượng như này là Erot của Genshin ấy thì nó sẽ kiểu như vậy. Ví dụ một cái cục này đi chẳng hạn.
The water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile. Một cục này, nó là một rót 20 giây. Ok. Lú luôn à. Bấm một mít ạ. 20 giây. Đấy. Thì đây là cái cooldown của cái chương nhạc này. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Ok, what the... Cái gì đây? Vâng. Đấy, thì ví dụ nhá, là con Nahida của anh em, nó bắt đầu setup ở cái dây gọi là những cái dây đầu tiên của cái rod 20. Mỗi một cái rod 20 này thì nó sẽ có từng nhân vật ra sân một để nó setup đúng không? Ví dụ Nahida của anh em nó setup ở đầu ấy, thì đến cái rod 2 này nó sẽ không ăn được cái buff của chương nhạc nữa, bởi vì nó cần phải ra đứng sân để nó bú, ăn cái buff đấy. Nhưng mà cái thời gian nó ra đứng sân, ví dụ ở cái thời điểm này chẳng hạn, nó lại chưa vào cái cooldown. Đến đây nó mới cooldown xong này. Thì đấy là một cái mà mình cảm thấy là nó có vấn đề ở chương nhạc đấy. Mình nghĩ là cầm tạm này đi, cầm vẫn tạm. Sau này bạn nâng cái vũ khí 3 sao này sau nhá. Vũ khí này này. Tóm tắt ma pháp này sau. Cookie 90. Con này thì cố gắng làm sao cho nó nhiều tinh thông nhất là được, không cần phải có chỉ số gì khác. Bao nhiêu tinh thông đây? 1k à? 1k chắc là được rồi, không cần phải fix đâu. Ui giời, chấn hết đồ Raiden với Nhi Lan này. Đổi sang dùng mic à? Mic hai nạp hay tấn công à? 77116. Thôi cũng được. Cây lời thề tự do cổ xưa ngoài cho Kazuha thì còn ai, còn cho ai được không ông á? Chắc là cho những cái con mà nó có thể dùng E liên tục trong thời gian ngắn ấy. Kiểu chắc là Bennett à? Ừ, chắc cho Bennett hoặc là Cookie, Cookie đều được hết. Cookie thì thường nó sẽ tối ưu hơn bởi vì Cookie nó có tận dụng được cái dòng tinh thông á. Cho những con như thế. Anh ơi có fix HR không á? Mình đang fix Genshin thôi bạn nhá. HR để sau này nếu mà nó có HSR Optimizer thì lúc đấy gọi là fix HR sau. Nhưng bây giờ fix mõm thì nó cũng không ấy, không có cái, có một cái sự chính xác nhất định ấy. Có vẻ là bạn ấy cũng hay chơi Yoi nên là thôi mình không lấy đồ Yoi bạn ấy. Okay, chơi cái bộ này đi. 63121. Cướp đồ của Kaya với cả bay đâu.
đến con này đài đi. Ủa sao nó không bật ulti ta? Lạ thật đấy. Bình thường nó sẽ phải có một cái tích ulti đấy nữa chứ nhở? À đây, bật cái này lên thì phải. Ok, có ulti đây nhưng mà mình sẽ không bật lên, bởi vì con này nó không đứng sân. Tinh thông thảo. Hiệu quả nạp tầm 130. Di vật thì chắc chắn là chỉ chơi ký ức rừng sâu rồi. $30k average cũng được. Lấy cái đồng hồ tinh thông bộ này với cả lấy cái hoa của con dao dao. Nahida này thì trung bình thường sẽ là tầm 30k average. Ủa nhưng mà không được, cái này là có C2 rồi mới 30k á. Mình nhớ mình bật C2 rồi mà ta, đúng rồi. Thế thì lại hơi yếu đấy. Bình thường cái con bình thường ấy là nó đã phải 30k rồi cơ. Con này có C2 mới 30k thì đúng là hơi yếu. Có thiếu gì không nhỉ? 10, Talon 10 rồi nè. Anh Hải dùng cũng được mà nhỉ? Dùng cái gì ta? Bạn đang bảo dùng cái gì ta? Sorry, mình đang không để ý cái chat lắm, mình đang gọi là mình đang fix cái này ấy. Không biết là bạn đang nói về dùng cái gì. 5,4 là cái này. Cái này thì tí nữa nó sẽ cộng thêm đâu đấy tầm 500 nhân 8 600 đi. 600 nhân 0.03 18 tỷ lệ nữa. Nên đây nó sẽ là tầm 61 tỷ lệ. 61161. Cũng hơi thấp. Nhưng mà thôi, tạm thời như thế. Anh Hải tầm này đi. Thì nữa thử xem là cái Lê Minh với cả cái ô với cái ác này thì cái nào ngon hơn nhá. Con này bình thường có C2 thì nó phải rơi khoảng tầm 800-900k gì đấy một rod. Xem thử xem nó được bao nhiêu nhá. 600 à? Hơi thấp. 10-10-10 hết rồi. Chắc tại mình cầm chấn nên là nó mới thế. Đổi sang cái ô xem nào. Sang cái ô xem lên được bao nhiêu. Vẫn 669 à? 635, cái ô thấp hơn một tí. Ví dụ nếu mà có chấn đi, xem lên được 7 lít không. $800 ở đây. Có chấn thì nó sẽ lên cao hơn. Mà ác này không có chấn. Ác này có mỗi cái Lê Minh thôi. Ôi được rồi, dùng tạm Lê Minh đi.
Liên minh thì nó chơi cái bộ này là cái bộ mix 2 tấn công 2 tinh thông. Đây là cái bộ mà gọi là có stat đẹp nhất trong cái arc này rồi. 98 tỷ lệ 180 sát thương và tầm bao nhiêu nhỉ? 500 tinh thông. Chỗ này nó cộng thêm 250 của Nahida nữa rồi. Hiệu quả nạp thì thật ra con ô item ấy, item bạn có thể chơi theo kiểu là cách một rót nộ một lần cũng không sao cả. Là có thể dùng hiệu quả nạp 100% được. Bây giờ mình thử đeo cái bộ đấy xong mình vào Long Hoàn mình đánh thử nhá. Mười bảy, 31 sát thương bạo và cái này là 10, 14. Ok, vào đấm thử phát. Hải lờ mao với ánh lá thì cách biệt nhiều không phóc á. Đấy, mình vừa mới check hộ bạn này, nó cách đâu đấy tầm 100k đam, tầm cái lờ mao này thì là 650 à? Ừ. Còn ánh lá thì tầm 800 ấy. Tầm 150. Nahida Sinkyu. Ok đâu ta? Okay, vào đấm thử phát. Cái HP của nó thì đúng là giữ được trên 90% thật. Mà đúng là cái con này thì nó đánh nó sẽ bị chậm hơn cái con hải của mình. Bởi vì con của mình cầm chấn thì nó clear được cái wave này. Ok, mít luôn ạ. Đừng có nhảy nữa bạn ơi. Tôi muốn xem cái rod nó chạy như nào mà. Đây, nếu mà không có nộ ấy, thì anh em có thể dùng cái này. Đánh cũng chả sao cả. Cách một rod nộ một lần được ấy. Mà con này nó vào mất rồi nên giờ nó khó chịu quá. Vãi cả hụt ạ. Còn đấy không để ý, chả hiểu sao cái con kia nó lại lùi ra đằng sau anh em ạ. Cay thật. Mà nói chung là về vấn đề về nạp ấy thì là ok rồi nhá. Vấn đề nạp không có vấn đề gì cả. Con này bình thường mọi người sẽ chơi theo kiểu gọi là 6 kiếm rơi xuống đúng không? Nhưng mà con này mình lại không chơi theo kiểu đấy. Con này mình sẽ chơi theo kiểu là nó rút ngắn thời gian đứng sân của nó. Là mình dùng ulti xong mình sẽ dùng E luôn. Và nó sẽ hy sinh một lần rơi kiếm xuống. Nhưng mà để nó rút ngắn thời gian đứng sân của ô item đi. Thì cái đấy nó cũng là một cách để gọi là tăng DPS đấy. Đấy, bình thường mọi người ulti này xong mọi người sẽ đánh thường đúng không? Nhưng mà mình sẽ E luôn. E luôn thì nó sẽ rơi kiếm được 2 lần nữa. Xong sau đấy mọi người bắt đầu trọng kích là được. Được kiểu thế. Thật ra cầm bắn nham cũng hợp á. Đúng rồi, Hải thì có thể cầm bắn. Nói chung là hầu như một cái con kiếm đơn nào, bất kỳ một con kiếm đơn nào đều có thể dùng bắn nham được hết. Một cái vũ khí khá là universal. Và sáng nay mình nói chuyện với cả mấy anh em bên HR ấy, thì mình thấy là bên HR thì vũ khí của nó đang khá là bị bó. Và con DPS thì mình nghĩ là có thể là sau này game đấy biết đâu nó sẽ ra những cái vũ khí mà nó universal, giống như kiểu là bán nham ở bên Genshin chăng. Cái gì đây? What the hell? Hai team nha. Team cuối là team New Village với cả Furina.
Anh ơi, cho em hỏi là tại sao mấy YouTuber nước ngoài chủ yếu là livestream cốt truyện, gameplay mà ở Việt Nam mình thì lại toàn livestream la hoàn thế ạ? Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tệp người xem ấy bạn. Nghĩa là Việt Nam mình ấy thì nó sẽ có một cái tính là tính hơn thua. Và thường ấy là những cái gì mà nó liên quan đến về mặt kỹ năng ấy mà để cho mình cảm thấy là mình làm tốt hơn người khác là một cái mà người Việt mình khá là thích xem. Còn bên nước ngoài ấy, thì nó lại không hẳn là như thế. Mấy cái người chơi nước ngoài, ghen xin nước ngoài ấy, thì người ta lại kiểu chiêu chiêu hơn ấy. Rất là nhiều người, nếu mà anh em gọi là để ý ấy, người ta không quá quan tâm sẽ là cái make game như nào đâu. Không quá quan tâm là xem cái nhân vật này nó phải chơi cái rod như nào để cho nó gọi là đúng, chuẩn chỉ 100%. Người ta chỉ cần là roll được cái con nhân vật người ta thích là được. Kiểu kiểu đấy. Và người ta chú trọng về cái thời gian người ta chiêu chiêu, người ta chơi người ta cảm thấy là thoải mái hơn là cứ phải hùng hùng hục lao vào lao hoàn xong đánh làm nào để cho nó clear nhanh nhất có thể ấy. Nếu mà anh em để ý thì sẽ thấy thế. Kiểu nếu mà anh em xem tweet nhiều ấy thì thường là những cái người mà người ta livestream tweet bên nước ngoài người ta ít đánh lao hoàn hơn Việt Nam nhiều. Sẽ có nhưng mà không nhiều như Việt Nam. Cái đó là xấu hay tốt á? Thật ra thì nó cũng chả xấu, chả tốt. Nó sẽ phụ thuộc vào cái tệp người xem ấy. Nghĩa là có cung thì sẽ có cầu đấy. Người ta cần cái gì thì mình cung cấp cho người ta cái đấy. Nào, đến Nivellet Fuina nào. Giống như kiểu là anh em gọi là xem kênh của mình để anh em gọi là hỏi về những cái make game chẳng hạn, kiểu kiểu như thế. Thì đấy là cái mà anh em có nhu cầu và mình cung cấp cho anh em. Thì tự nhiên bây giờ kiểu anh em vào đây anh em hỏi nhưng mà mình lại ngồi mình chơi gọi là cốt truyện ấy thì anh em cũng không chấp nhận được đúng không? Kiểu nó chán này. Thì tùy theo cái tệp người xem của mình mà thay đổi thôi. Anh ơi, tuyệt kỹ Advent có cần chính xác hiệu ứng không anh nhá? Nếu mà nó có ghi là phần trăm thì sẽ cần. Check thử lại nhé. Đói quá anh em ạ. Chắc fix nốt ăn này rồi mấy ác kia thì để hôm sau đi. Chứ đói quá. À, cái này không có phần trăm. Tức là nghiễm nhiên lúc nào nó cũng sẽ áp dụng thành công. Cái nào nó phải có phần trăm cơ. Ví dụ nó ghi là tỷ lệ cơ bản. Ví dụ như kiểu là cái chấn của Advent chẳng hạn. Đây này. Cái này nó ghi là có 100% xác suất cơ bản. Thì lúc đấy, cái chính xác hiệu ứng nó mới tham gia vào. Còn nếu mà không ghi thì thôi. Lúc nào nó cũng áp dụng thành công thôi, không phải lo đâu. Kazuha. Ác này không có Kazuha luôn mà. Đây gọi là giả lập là đã roll trúng Kazuha rồi. Còn mấy hôm nữa bạn ấy có roll trúng hay không thì lại là câu chuyện khác. Có thể là bạn có thể đưa ác cho mình để mình roll hộ. Biết đâu tay mình thơm lại bú cả Kazuha C2. Biết đâu. Bất ngờ. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complete. Giả lập phích ác. Nói chung là ác của bạn ấy không có thì đành phải như thế thôi anh em ạ. Bởi vì thật sự là ác này không có một con healer nào mà cũng không ghép được với cả một con hệ phong nó luôn ấy. Khổ vậy. Giờ phải giả lập thôi chứ biết làm nào giờ. Giả lập là như kiểu là mình đã roll được chúng con đấy rồi ấy. Con này thì chắc chắn là sẽ đeo 4 bóng hình rồi. Không thể nào mà lệch đi đâu được. Con này nó sẽ cần cầm một kiếm gì đây? Ác này có tây phong không? Không có tây phong à? À đây, có cái tây phong Chi Chi đang cầm. May quá. Tưởng không tây phong, phải cầm tế lễ thì nó hơi lọt. Mình không khoái Kazuha tế lễ cho lắm. Ủa? Sao không có? Ba chấm là sao?
xem lại thử di vật ăn này, xem cái bộ bóng hình phát xem nào. Nón có nón tinh thông này, có cốc tinh thông và có đồng hồ tinh thông. Tại sao đây nó lại không nhận ta? À đây, ok được rồi. Đây, cướp đồ, nói chung cướp đồ sắc râu. Và cướp cái lông của sang linh thì mình không muốn nó cướp lông sang linh cho lắm. Cướp lông Rosa đi, nó sẽ là 800 tinh thông và 183 nạp, ok. Nói chung là cũng ổn. Nếu mà bạn roll được trùng Kazuha thì đeo cái bộ này vào thì nó không cần phải đổi gì luôn. Chỉ cần đeo đúng mấy cái món của sắc râu này với cả một cái lông của Rosa thôi. Bây giờ như này đi, bây giờ mình sẽ cho con sóc râu nó đeo cái lông của Rosa sẵn, để sau này nếu mà bạn roll Kazuha ấy, thì bạn chỉ việc gọi là lấy đồ con sóc râu đổi cho con Kazuha thôi, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian bạn hơn rất là nhiều. Ok, xong Kazuha này, Charlotte này, Charlotte ăn này xem mấy đây. Con này đọc là gì ta? Charlotte à hay là Charlotte? C1, ok, có C1 là được rồi. C1 thì nó có cái heal over time ấy. Là đủ rồi. Kazuha cầm chấn vẫn ổn nhỉ? Thấy mấy ác được fix không thấy ai cầm chấn Kazuha. Cầm chấn thì cũng được, nhưng mà thường thì người ta sẽ tiết kiệm, người ta không roll chấn ấy, bởi vì nó có nhiều lựa chọn khác mà vẫn ok. Cầm Tây Phong thì có cần tỷ lệ không ạ? À, có nha bạn nhé. Cần một chút tỷ lệ, tầm 25-30% gì đấy. Con này thì cũng gọi là cầm bộ mic cũng được, miễn là làm sao cho nó đủ nạp với cả đủ tấn công để nó heal. Hiệu quả nạp tầm 2 lốp. Trị liệu thi triển 16k. Chấn đồ Shen Hư à? Như này đi. Nghĩa là mình nghĩ là ấy, cũng sẽ, mình ở đây mình đã fix cho bạn 3 team rồi. Và thường ấy, thì bạn có thể xoay tua 3 team này. Và trong 3 team đấy thì không phải là lúc nào bạn cũng sẽ dùng Shen Hư. Kể cả sau này nếu mà bạn roll Ayaka ấy, thì bạn cũng có thể gọi là tách ra. Khi nào bạn dùng Shen Hư trong team Ayaka thì bạn không dùng Charlotte nữa. Bạn dùng hai cái team còn lại mình fix cho bạn là cái team Raiden với cái team Oathem thì cũng được. Thì mình sẽ cướp đồ của con này. Cướp đồ Shen Hư này cho con Charlotte nó cầm là nhanh nhất. Và sau này nếu mà bạn gọi là bạn muốn đổi đồ cho Charlotte này thì bạn cũng chỉ việc gọi là sang con Shen Hư này bạn lấy đồ nó thôi. Cho nó đỡ mất thời gian, tiết kiệm thời gian tí. Shen Hư rồi ta. Shen Hư. Có một cái con nạp đúng không? Cái này nhiều nạp hơn. Đấy, sau lấy đồ con này. Furina. Con này thật ra đi solo thủy thì mới cần nạp thôi chứ. Đi vào New Vlad thì nó cũng khá là ok. Ủa? Ấn nhầm. Tầm 160 đủ. Phải đổi lại một vài món là cái nón sát thương của Zhongli. Và một cái lông này. 71-181-188 nạp. Được, có cái gì khác ngoài cái ống đồng này không? Có gì ngon hơn không? Không. Ăn này chắc không có răng nanh. Có răng nanh thì nó sẽ ngon hơn tí. Dùng ly. Anh ơi, cho em hỏi là tên của anh có ý nghĩa không hay là chỉ random thôi ạ?
tên của mình ấy thật ra thì nó không có một cái ý nghĩa đặc biệt nào, nó chỉ có một cái câu chuyện đằng sau đấy như này. Đấy là trước đây ấy, khi mà mình bắt đầu học vẽ thì mình có quen một ông anh và ông ý vẽ rất là đẹp, và cái kiểu là cái đời sống của ông ấy nó cũng là một cái mà mình cảm thấy là một cái mà mình có thể học hỏi theo ấy, hướng đến ấy. Thì ông ấy đặt tên là WinFox, và mình kiểu gọi là mình cảm nhận như kiểu là mình là một cái đàn em rồi. Đàn em ấy, nên là mình đặt là Little Fox, là ý là kiểu là một cái sự thấp hơn so với ông ấy, kiểu kiểu như thế để mình hướng theo ấy. Thì nó là cái câu chuyện đơn giản như thế thôi, nhưng mà cái tên đấy nó vẫn đi theo mình đến tận bây giờ. Và thật sự đến bây giờ mình vẫn chưa gọi là rất là lâu nữa mình mới được bằng được anh ấy. Cái lông 77 à? Ok. Bảy mốt một tám mốt, đúng rồi đấy, cuối cùng là con New Velvet đi. Cho nó on fuel. Và thật ra cái này nếu mà khi mà nó bắt đầu trọng kích ấy thì fan fan này cũng lên được tầm 250 đấy. Bởi vì cái này nó tiêu đến 64% HP của New Velvet cơ. Thủy HP. HP này. Đói quá anh em ạ. Chắc fix nốt ăn này, chắc off stream đi ăn cái gì cả chứ đói không chịu được. Sáng rồi mình đã ăn cái gì đâu. Với cái bạn mà lúc nãy bạn ấy trúng cái roll ấy, một vài bạn trúng roll thì mình xin phép để hôm sau nhá, chứ hôm nay mình gọi là hơi đói hơi đuối rồi anh em ạ. 2E 3CA 1Q. Cái gì 750 à, chưa bật này rồi, không thể nào 750 được. Con new này ít nhất nó phải gần 1 triệu. Đấy, 96 mấy này. Nói chung là ok. Cái này thì bây giờ nó từ nó phải lấy, không cho lấy cái này. Đây. May quá. Đấy là cái con cuối cùng mình cần phải fix ấy, thì bạn ấy lại đeo đúng hết tất cả những cái đồ cho nó rồi. Nghĩa là không cần phải đổi gì cả anh em ạ. Nên là chúng ta có thể là chúng ta kết thúc cái buổi quick act ở đây được rồi. Con này mình không cần phải đổi gì cả. Đây là cái bộ ngon nhất thì bạn ấy cũng đang đeo sẵn luôn rồi. Ok. Thì đấy, mình đã gọi là fix cho bạn 3 act, à nhầm 3 3 team. Fuina này, Fuina New Velvet này, Raiden National với cả team Hải Thâm Nahida. Trong đấy thì có một vài cái bạn cần phải chú ý như này. Đấy là nuôi con Chalot lốt đây. Nuôi con Chalot lên này, sau này bạn lấy Kazuha về thì bạn có thể chơi với cả con New Velvet này được. Và trong cái bộ di vật này, trong những cái bộ di vật này thì hãy dành ra một buổi để tìm ra những cái món nào mà mình cảm thấy là nó có tiềm năng thì khóa lại, còn những cái món còn lại ấy, thì đem đi phút hết đi, đem gọi là đi ba rác đổi một rác đi, ném vào bàn giả kim đi. Bạn nhìn những cái di vật như này này, xong bạn thấy cái nào mà ít nhất là nó có hai dòng đến ba dòng bạn có thể dùng được, thôi ba dòng đi, ba dòng bạn có thể dùng được thì hãy giữ lại. Thì bây giờ mình đây, ví dụ mình sẽ đập thử cho bạn cái này luôn, mình sẽ gọi là công thức Tuấn Mắc một tí, làm tí Tuấn Mắc biết đâu lại hên đúng không. Cái gì đây, có cái gì nhìn trông rắc rác không? Cái này thì bình thường ác mình là mình phút luôn rồi đấy. Quyết Red 2 với cả Quyết Đa 13 này này. Mà thôi ác bạn thì mình không dám động vào. Mình xem có cái gì nhìn nó. Đây cái này đi. Cái này trông phế vật vậy. Tuấn Mắc phát xem này.
gì mà toàn đép thế? Quy đam đâu? Ủa. Đây. Thử phát nhá. Từ từ. Ok. Lên. Sao nhìn nó chán thế nhỉ? Trông nó cứ nửa nạc nửa mỡ ấy. Đùa. Này không ăn thua rồi anh em ơi. Có thể là con Fischl nó cũng có thể dùng được cái này đấy, nhưng mà thật ra nhìn nó không ngon lắm ấy, không bú lắm. Vãi cả phá ác người ta. Đọc thử có đúng một cái thôi mà. Bạn ý có 1 tỷ mấy cái di vật như này thiếu gì đâu anh em. Đấy thì nên gọi là kiếm những cái di vật như kiểu cái mình vừa đọc ấy và khóa nó lại. Còn những cái mà kiểu nhìn nó không có tiềm năng lắm ấy thì thôi, đem đi gacha đi. Mình sẽ thử gacha cho bạn một phát nhé. Biết đâu nó lại ra cái gì đấy ngon thì sao. Thử gacha một phát nhé. Thử. Đây. Đổi lại cái bộ này đi. Xem thử trong những cái này có cái gì nhìn nó cần phải giữ lại không. Không thì thôi. Trồng toán gì đầu trâu mặt ngựa. Cái này giữ lại được này. Há gì ngon. Ok. Từ từ. Chết rồi. Mình vừa mới khóa quên béo mất. Chưa khóa cái ngon lúc nãy rồi. Mình khóa chưa nhỉ? Đùa, quên mất. Hay thật. À đây khóa rồi. Ok, ngon. Lên. Anh em đoán xem là trong chỗ này nó có cái gì bú được không? Alo vu dọn rác trong server D. Không tao rep server á. Rác gì? Đùa lại có mấy anh em xem mấy link bỏn biết rồi. Ảo thật đấy. Cứ anh em cứ xem bỏn thôi là mình cứ thỉnh thoảng mình cứ phải xóa. Gọi là ấy. Xóa mấy cái link gì? Linh độc hại này. Ok, quay lại cái vấn đề của cái ba giác đổi mới giác này đi. Em có cái gì bú được không nha? Đép HP attack. Cái này thì có thể giữ lại được. Giữ lại cái này đi. Lại đép quit rate nhưng mà không quit dam. Đẹp. Quyết đam đẹp. Attack. Đẹp. Đùa. Trông nó cứ nát nát thế nào anh em ạ. Trông chả được cái tích sự gì. Làm thêm phát nữa nha. Đấy, nói chung là cái di vật của bạn ấy thì bạn nên đem đi đổi rác như này này. Thì nó sẽ biết đâu nó sẽ ra được cái đồ ngon. Chứ để như này cũng chả để làm gì ấy. Có thể là tại cái tay của mình nó đen nên là nãy giờ nó chưa ra được cái gì, trông nó bú thôi. Biết đâu bạn vào ác bạn lại bú được cái gì đấy ngon thì sao. Cái healing bonus này giữ lại đi. Ác này mình thấy lúc nãy là có khá là ít nón healing bonus, nón tăng trị liệu ấy. Giữ lại sau này dùng.
Electro Dam bonus. Có nạp nhưng mà không có Quick Rate Quick Dam. Cái này nếu mà sau nó ra một dòng Quick Rate nữa mà nó nhảy hết vào Quick Rate thì chắc là cũng tạm được. Nhưng mà hơi cốp. Thôi, tôi khóa tạm lại đến Pyro Dam bonus. Attack Dep vứt. Dep HP HP Dep toàn hát toàn đẹp thế này. Cái này cũng có ba dòng dùng được cho Xiang Ling, nếu mà nó vào hết ba cái dòng đấy thì chắc là vẫn ok. Khóa này lại nhá, cái này thì có thể là cho Yilan được, mãi mới được một cái trông có vẻ hấp dẫn. Quyết Rage Quyết Đàm nó không có hiệu quả nạp thôi, đập thử hai cái này đi. Phá ác rồi à. Đôi khi ấy, chúng ta phải phá bỏ những cái cũ đi thì chúng ta mới xây lên được những cái mới anh em ạ. Là mình đang làm công việc đấy đấy. Là mình đang phá bỏ cái lớp gọi là gạch đá cũ ở trong cái ác này đi để mình xây lên một cái ngôi nhà nó hạnh phúc hơn ấy anh em. Ngôi nhà cái gì nhỉ? Màu hồng cho bạn ý ấy. Anh em nhìn này. Giờ mình làm thì công thức tuần mắc là hồng luôn. Cuộc đời bạn ý màu hồng luôn. Đâu rồi? Mấy cái lúc này mình khóa đâu nhỉ? Đây đúng không? Làm phát nào. Cộng 19 lúc nãy đâu ta? Đây, cái này trông no hope rồi. Đi. Có Quick Rate thử phát. Cái đậu xanh what the fuck? No. Né hết rồi. What the fuck? Không ổn rồi anh em ơi. Vãi cật trưởng ạ. Vào 82 tinh thông, 42 dép luôn mà. Không ổn rồi. Saber Charlotte có cần thành di vật theo bộ không hay lắp sao cho đủ nào là được á? Không cần theo bộ đâu bạn nhá. Đeo như nào cho nó đủ nạp với cả tấn công cao được. Không, cái này nháp thôi anh em ạ. Chúng ta vẫn còn một lần nữa. Một lần thì chúng ta làm lại. Đó là một cái đồng hồ khác đúng không? Mình nhớ là như thế. Chúng ta vẫn còn một cái đồng hồ khác nữa. Đây cái này. Có thể là sẽ thành đồ ngon cho Xiang Ling. Nếu mà nó không vào HP. Nốt phát cuối này. Quả này mà không được nữa là off stream luôn này. À đù. Cái này đẹp này. Tôi giữ lại cho bạn ấy đi biết đâu. Sau này bạn ấy chơi con kiểu Noel nó ủng gì đấy. Bởi vì ác này nó không có phút 4 sao nên là không công thức tuấn mắc được. Hơi buồn. Nếu mà có phút 4 sao là công thức tuấn mắc rồi đấy. Ở đây. Xem nào. Đây không có cái gì. Đây rồi, đây rồi. Có một cái hoa lưu đầy. Anh em nhìn nha. Công thức tuấn mắc này. 12 tỷ lệ. Ok. Rất là cảm ơn anh em đã xem cái buổi stream hôm nay. Và rất là cảm ơn những cái bạn mà bạn ấy đã donate cho mình. Bây giờ chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Và hẹn gặp lại nhau vào một buổi tiếp theo nha. Những cái bạn mình chưa fix app buổi hôm nay ấy, thì để hôm sau mình sẽ fix cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Và hẹn gặp lại nhau trong một buổi tiếp theo. Bye bye anh em. Thank you.